cô nó tởm quá, cứ như con lợn nuốt dê thun ấy. Cô cút ra khỏi phòng thu của tôi ngay. Thôi đi, anh có biết là anh đang vùi dập một mầm non âm nhạc hay không? Rồi đến một lúc nào đó anh sẽ sáng mắt ra. Dạ mọi người bình tĩnh đi, mọi người sẽ được thưởng thức âm nhạc tiếp thôi. Giờ sao, hát luôn hả? Anh biết bao lâu yêu thương tình em với anh. Yêu thương xa em xa anh, nhưng bước chân em đi tự do. Sắp thấu sáng em trong mơ, chỉ là một cơn mơ. Anh không hề xấu em, niềm đó. Con xin lỗi má, cứ thi đại học thôi mà con cũng rớt được nữa. Con không muốn sống nữa má ơi. Nhưng may thay cho con, giây phút cuối đời của mình, con tìm được một nơi thanh tịnh và bình yên để chết. Bao nhiêu năm rồi làm gì mà được gì. Ngày tháng trôi vội đi, đôi khi không như ý. Trời ơi, cái này không phải người thường đâu. Giọng cõi âm giọng về nè. Dạ các loại ông bà chưa gì khuất mặt khuất mày như không. Con sắp xuống dưới đồng tụ rồi. Đừng có phá con, để con tự tử đi xuống dưới. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, mai mai ta vẫn như thế. Ê mẹ. Ê, cứu tôi với. Buông ra đi. Cứu tôi. Buông ra đi. Bây giờ tóm lại là cứu hay là không cứu? Thôi bây giờ lên gặp ma, xuống gặp Hà Bá. Không lẽ ở giữa lưng chừng cô đơn. Trời đất ơi, tôi là người ta. Ủa người ta hả? Người ta. Kéo lên giùm đi. Ủa mà sao đứng đây chi vậy? Tôi tự tử. Ủa nãy có dịp đó sao không chết luôn đi, bắt tôi leo lên chi? Nãy chỉ đủ tâm lý để chết. Ủa mà sao mặt mày cũng máu me thế ghê vậy? Bị đánh á. Ủa sao bị đánh? Hát dở bị đánh. Ôi cô xạo hoài cô ơi. Tôi chưa nghe hát dở bị đánh bao giờ á. Bác qua ta chê ta chửi cô thôi. Đứa nào nghe cô hát dở mà đánh cô là kẻ bất nhân đó. Bao nhiêu năm rồi là... Cô vừa mới biến tôi thành kẻ bất nhân đó. Không sao. Tôi quen rồi. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi hát nhép thì không sao cả. Mà miễn tôi cất giọng hát thiệt của tôi lên là tôi bị đánh. Giống như họ đánh tôi là niềm vui của họ vậy đó. Nhưng mà không sao, tôi cảm thấy tôi quen với cuộc sống đó. Nhưng mà cô ơi, cô biết cô hát tởm lắm không? Tôi không tưởng tượng cô hát tởm gì luôn á. Chắc trên vũ trụ có một con gái duy nhất là cô hát tởm. Tự nhiên cái anh nói tôi tởm. Tôi đâu có làm gì đâu mà tôi tởm. Tự nhiên cái tởm. Nó có gì mà tởm. Cô dám làm nó không nè, này làm không? Thôi! Điên hả? Ai biết thế, làm theo. Thôi cô để yên tôi tự tử đi. Ê khoan, nó nghe nè. Trước khi anh chết, anh có thể nói cho tôi biết lý do tại sao anh muốn chết không?
Còn có nói chuyện của tôi liên quan gì tới con? Thôi mà, năn nỉ kể nghe đi. Không, không có cách nào dụ tôi nói được đâu. Bao nhiêu năm rồi? Mày đánh con gái mày, đánh con gái mày, mày chia tay đồ quả, đánh, chia tay đồ quả, đánh. Tao mệt quá, tao hết nói được rồi. Bỏ qua không sao cả. Bây giờ nói cho tôi biết tại sao tự tử. Không. Bao nhiêu năm? Mày cái bé này. Ê, khoan, trước đại học. Tao khai rồi nha, vô. Mày giật mày đánh tao hoài. Trước đại học thì có gì đâu mà chết. Trước đại học thì mình học lại, mình thi lại thôi. Chuyện bình thường. Thôi đi. Coi để tôi chết thì có làm phiền tôi à. Tôi năn nỉ anh nên đừng có chết mà. Tôi nói với anh nãy giờ tâm sự với anh đủ lời luôn mà anh vẫn muốn chết đó, thì thôi anh chết đi. Ủa, cô không cản tôi nữa hả con? Thôi cản gì, chết đi. Được, tôi chết cho cô vừa lòng. Ừ. Nhưng mà cô ơi, tôi đứng đây 1 tháng rưỡi mà chưa chết được á con. Anh nói nghe nè, bây giờ tôi sẽ có cách giúp anh chết nhanh gọn lẹ. Cách nào? Bây giờ tôi sẽ chửi anh. Chửi anh để đôn đốc tâm lý cho anh. Khi nào tôi thấy anh đủ tâm lý rồi, tôi kêu nhảy một cái là nhảy. Cô chửi tôi mắc chết lắm rồi nè. Nghe nha. Anh là cái đồ vô duyên, vô dụng, vô dụng, vô liêm sĩ, vô đạo đức. Anh có biết là anh tệ lắm không? Anh tệ để mà ông chán bà chê cho việc rê cắn chết lết vô hòm vô cục đòn ngay cổ làm khổ người ta thôi. Hình mặt mũi. Nhảy. Anh em mình là củ khoai tây. Củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nè? Cái gì nè? Anh em mình là một chén chè. Một chén chè. Anh em mình là cái gì? Ôi mà vô trường hả bà nội? Ủa đâu biết đâu, trùng hợp ghê. Tự nhiên thằng kẹo kéo nó đi ngang, tôi đâu có biết cái gì đâu. Cô bớt cảm nhạc chúng sanh giùm tôi đi. Ok. Cô khùng quá, cô để tôi tĩnh tâm đi. Thôi là bây giờ tôi giúp anh, tôi thật sự tôi sẽ giúp anh. Bây giờ tôi không nói nhảy nữa. Mà tôi đếm 1, 2, 3 là anh tụm xuống dưới. Rồi. Nha. Nhớ tụm nha. Ba là tụm. Tôi đếm nha. 1, 2, 3. Ê, tôi chưa đếm 3 mà sao tụm rồi? Chưa ai đếm. Cái thằng kia nó đi ngang đường, nó kêu ba của nó. Trời ơi, kéo tôi lên giùm đi. Thôi, lỡ rồi chết luôn đi. Chết không? Không. Cô hình như có điện thoại của tôi đó. Bên điện thoại của tôi. Có điện thoại không? Hình như là má anh gọi nè. Chết, tôi lên nghe điện thoại má tôi đi cô. Thôi chết rồi, nghe điện thoại má làm gì nữa, chết đi. Thôi, cho tôi nghe điện thoại má tôi đi cô. Trời ơi, chết, cô quan tâm tới má làm gì? Cho tôi nghe điện thoại đi. Trời ơi, con chết đi. Trời, tôi muốn xong rồi. Muốn xong gì lên đây. Lên. Alo. Dạ con này má. Dạ con về liền má. Hả? Tôi về nha cô. Má tôi gọi tôi nói là má tôi biết tôi rớt đại học rồi. Nhưng mà má tôi nói không có mẹ nào bỏ con hết trơn á. Vì tôi về, tôi lo tương lai của tôi còn báo hiếu cho má nữa nha cô nha. Nhưng mà ông mà nhờ khoan. Hả? Rồi, nhờ cô câu giờ đó mà tôi nghe được cái điện thoại này nè. Cô là ai vậy? Đừng cảm ơn tôi. Bởi vì tôi chính là... À, bà Tiên nè. Không, bà Điên. Không phải, lộn. Tôi không phải Tiên, tôi là người phàm. Ủa, tóm lại cô là ai? Tôi xin tự giới thiệu với anh. Tôi là Buka. Rất sợ ma, dáng dấp thước tha, tính kình nết na, sống rất thật thà, đặc biệt đam mê hát ca. Mặc dù mỗi lần hát đi rất xa, nhưng mà không sao. Tôi luôn tự tin vào chính bản thân tôi. Tôi không bao giờ gục ngã trước mọi khó khăn trong cuộc sống này. Bởi vì sao? Người ta thường nói thất bại là mẹ của thành công. Vấn đề là mình đừng để cho có nhiều mẹ quá thôi. Cho nên là cứ tự tin vào chính mình, luôn sống lạc quan, luôn sống yêu đời, sống hết mình, bởi vì mình có một cuộc đời để sống thôi. Anh nhớ chưa, tôi là Buka. Tôi là Buka. Tôi luôn sống hết mình, tôi luôn tự tin vào chính bản thân mình. Tôi là Buka. Tôi là Buka. Tôi là Buka. Luôn sống hết mình, tôi luôn tự tin. Tôi là Buka. Tôi là Buka. Dù bạn là ai, ở đâu, đừng nói tôi
ơn phần trình diễn của diễn viên Puka với phần hỗ trợ của Minh Dự, Hoàng Khôi và vũ đoàn ABC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của đại khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Kính mời anh. Anh cũng đã nghe em hát rồi. Bữa nay mới tận một sở thính nghe cái giọng thiệt của em. Khủng thiệt. Không biết khủng gì. Giọng cao vút nhưng mà muốn vút đến đâu thì vút. Bay ra khỏi 50 kẻ luôn. Khỏi luôn. Dạ. 10 dòng nó cũng bay ra khỏi chứ đừng nói 5. Nhưng mà cái phần đầu của em xuất hiện rất là hoành tráng và rất là đẹp. Và thật sự ra nếu mà cái ý này là cái ý của Khả Như thì quả thật đó là một cái thử thách rất là lớn cho em. Em đã chơi hết mình trong cái phần mở màn của mình. Có thể cái hát dở của em nó lại hỗ trợ cho em về một cái mặt khác. Về cái thông điệp thì rất là duyên dáng. Thời buổi bây giờ các bạn trẻ cứ hễ đụng một cái chuyện gì nhỏ nhỏ là cứ nghĩ tới cái chuyện phải đi tự giận. Và một cái điều nữa là mỗi người một cái cá tính riêng. Dù ai nói gì nói, mình sống với bản thân mình, miễn sao mình đừng làm phật lòng những người xung quanh là được. Cảm ơn Dự, cảm ơn Khôi rất là nhiều. Và thật sự với cái dòng này là đúng là làm khó Puka. Bởi vì em thì cũng là lầy nhưng chất vải, còn Bu thì cũng là Bu lầy. Thôi chị em mình cứ chơi một cái phiên bản Cười Xuyên Việt mà thiệt là lầy với nhau. Và Bu nói là em rất thích làm ca sĩ. Hồi xưa em bị hại, em người ta khen em hát hay hoài nên em tưởng em hát hay thiệt. Và bây giờ đây là kết quả. Anh ơi, hồi nãy anh nói là sẽ tập được á. Em khuyên anh rút lại lời nói giùm em. Nó nuôi hy vọng từ năm nó 10 tuổi tới bây giờ đó anh. Người ta nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thì Puka 10 tuổi cũng vẫn chưa màng, đúng không nào? Dạ. Và hy vọng là với biệt đội lầy lội của đội bơi lội thành phố Hồ Chí Minh và Puka với cả nhân. Dạ. Mời tới đâu luôn. Chúc em thành công nha. Ráng lên nha. Lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta? Có nên lộn nữa không? Không nên. Xàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ xàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh. Sao lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy? Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em. Tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà. Cướp tràn lan. Em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi, nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Dạ. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới đây trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm, cùng gia đình anh thành thật xin lỗi em. Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em à? Dạ, anh em. Ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Em, anh mới đọc được một mẫu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất. Tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tự gì vậy anh? Chú heo con ở bản đôn. Ủa anh, hồi nào giờ em nghe nói là chú voi con ở bản đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à? Bản đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à? À vậy anh. Nhưng mà quan trọng là. Dạ. Quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ quê diêm ra, quẹt một cái, cháy bản đôn, bốc lửa. Em bán diêm đi em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó anh.
Trời, cái đó là để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nhanh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Thôi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ôi sao, sao tùy anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu em đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này nè em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. À, bố đã về. Em quẹt hai que diêm. À, mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. À, cháy nhà. Đó, như thế nó mới bốc lửa em à. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cast vai đó rồi anh cast vai gì? Anh sẽ cast một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là Anla Satanya Hà Lát Chama, làng bò là Việt kiều Út Sở Chây Lia, sau khi đánh tung gióng chuồng đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên, quả ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc Ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pounds, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa, chúc các bạn ngủ ngon. Đó em, anh bán báo đâu em? Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cast được cái phim này. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình đi anh, mình đi cast đi. Mình đi cast. Em. Ủa chứ mình sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à. Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. À, không, em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đi. Đây tay em đi. Eo em đâu? Eo em đây. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Anh. Wow, anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy cái gì? Không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lâu. Ủa gì kỳ anh, sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ồ, vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi. Tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng. Và rồi, khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, anh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng. Và rồi, mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi, nhặt tiền đi em. Dạ, dạ, rồi đó sẽ có người, nhiều người để ý. Rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo vệ chịu, em bảo vệ anh đi. Bảo vệ đừng để báo chí em. Bảo vệ đi 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 em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm. Họ sẽ tìm tới mình. Họ sẽ đưa những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực. Những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực. Mình bị điên đâu em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh đó, nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè, 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 anh hùng bàn phím đó, 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 chụp hình em đăng lên mạng. Em không okay, có như vậy, em không có như vậy. Em không có như vậy đâu. Có bình tĩnh em, mình tĩnh lại. Lại đây ngồi. Bình tĩnh.
nhiêu lần rồi. Tại sao anh cứ đến đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi, anh biết đó, cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng của ấy càng ngày càng nặng hơn không? Em cố gắng, em sẽ đối mặt với sự thật, em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh. Vậy là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên, chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đó em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai điên coi ta? Trời ơi, ai điên em tỉnh đi trời. Bây giờ có cái chuyện gì đang xảy ra hả?
Chuyện là như thế này. Ngày hôm đấy, dạ con chào cô, cô chào muốn con. Cắt ở đâu ạ? À? Cô muốn cái này nó dài quá, cô muốn cắt thành cái áo dài cho nó đẹp. Dạ vâng, cô cắt ở đâu ạ? À? Nhưng mà con xẻ bên này cho gì? Dạ vâng, dạ vâng. Không, xẻ bên này cho nó sát sao. Dạ vâng, dạ vâng. Không, không, xẻ trước thôi, mày xẻ dạ. Tao sao, sao xẻ. Xẻ ở đâu nè? Xẻ ba, mày xẻ má, mày xẻ dòng họ, xẻ bà con, truyền hình chứ ông xẻ. Là... Bình tĩnh, con biết chuyện gì rồi, để con giải quyết như vậy ta. Nè, anh là thợ mai, tại sao người ta kêu mai cái gì thì mai cái đó đi. Người ta kêu mai anh sáng tạo chi ra nông nổi này hả? Ô hay nhờ, làm việc với bà ấy đi rồi hiểu. Mình là thợ mai, cái nghề nghiệp mình phải có chính kiến riêng. Rồi bây giờ Tám muốn xẻ cái chỗ nào? Dì Tám bị liệu, dì Tám sẽ không bao giờ nói từ xẻ nữa. Vậy bây giờ muốn xén cái chỗ nào? Mày xén hết cho gì? Không thể nào để mấy cái tua rua này rồi, nó gớm quá. Cái này ghê nè. Bên này đi không. Thôi này, con thấy ở bên này nè. Bây giờ đứng yên đứng thẻ. Xén. Tao từ cái áo bà ba, con xén thành cái áo bà banh. Tao có thấy vui không tao? Tạm Tám ơi, bảo vệ chị mấy đứa. Đẹp mà Tám. Bún đất 80.000 kg. Bình tĩnh, có thấy đẹp không Tám? Thích quá, chị thích luôn á. Mà tại vì không phải để giải thích cho mà nghe. Tại vì á, thích cái áo bà áo dài và xẻ trên này nè, cho nó quyến rũ. Mà bây giờ mày cắt vậy nè, một hồi tao kéo cái quần trễ nó hở cái gúng quyến rũ, cái gúng cảm ơn nha. Này Tám, trả tiền cho con. Vâng. Ừ đúng rồi, phải trả tiền cho con gái này vậy. Ê, sao tự nhiên đưa tiền con? Mà không đưa cho con. Mày may được cái gì? Cái sườn. Lấy cái sườn về cho má mày làm ché đi, khốn nạn. Bà Tám nhì. Ê, đụng tới tiền tao không bao giờ tao nhảy, tao không liệu nữa. Trời ơi, bà Tám bị liệu mà cứ liệu liệu liệu, liệu 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 Trần Quý liệu quẹo trái Tam Kỳ Khởi Nghĩa. Trời đất ơi, cái bà này bà liệu mà bắt lắm Google Map luôn á. Vâng. Rồi bây giờ nè của anh nè cầm về rồi, này tiền của anh luôn nè, cầm về. Không, nói nghe này, cầm lấy. Không có cô ở vậy mắng tôi qua Tết luôn đấy. Giữ đi. Trời ơi, sao vậy? Có sao làng xóm giúp đỡ lẫn nhau nè. Cầm 22.000 về ăn Tết lớn nha. Vâng, cảm ơn nhiều. Rồi, ăn Tết vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn nha. Nói đi chưa, chuyện có cái gì đâu mà rần cả xóm à. Thôi ra buôn bán đi. Ê, đợi, canh ngó giùm cái xuồng tôi đi giao trái cây quanh kia cái nha. Rồi, cái rồi, đi đi. Đi giao nữa nè. Đi, tôi coi đi, cho. Rồi, tôi đi cái. Bà nhớ. Con ơi, mãi vô. Mày đứng lại đó. Chuyện gì đứng vậy lại? Hay, đứng lại. Đi đâu đây? Đi ăn trộm. Hả? Ăn trộm. Cái gì? Ngồi xuống đi. Tôi nói là tôi đi ăn trộm. Ăn trộm. Tại sao không ngồi một chỗ mà ăn chạy vậy, nuốt cái hột rồi sao? Trời đất ơi, không có phải trộm mà. Trộm, năng trộm, năng trộm. À là đi ăn chôm và ăn thêm củ năng, nặng bụng, uống mến ta hả? Tôi nói bao nhiêu người hiểu, chỉ có một mình bà là không hiểu thôi. Hả? Bà cầm cái này lên đi. Cầm. Chạy đi. Chạy. Ăn trộm. Chả. Tôi là thằng ăn trộm đó. Ăn trộm. Đúng rồi. Trời đất ơi, 23 Tết rồi không ở nhà lo cúng đưa ông táo về trời đi ăn trộm cái lò làm cái gì? Nhà không có ông tao mới đi ăn trộm cái lò cho con ông tao nè. Cũng hợp lý ha. Né qua một bên đi. Né bên nào? Bây giờ tôi sẽ nhảy qua bên này, còn bà nhảy qua bên này nghe chưa? Rồi. 1, 2, 3. Hey. Bà đi theo tôi làm cái gì? Bên đây không có thuận cái giò. Bên đây không có thuận đúng không? Vậy thì tôi sẽ nhảy qua bên đây, còn bà nhảy qua bên đây. Rồi. 1, 2, 3. Hey. Tôi nghi rồi. Nghi cái gì? Nhảy xuống dưới rớt vô cái ghe hả? Bây giờ sao? Ăn trộm cái gì đem trả cho người ta đi. Trời đất ơi, đừng có ăn trộm, không có nên. Không có được đâu. Tại sao không trộm mà ăn trộm của ai? Thì hãy đứng lại đó. Chạy thôi, chạy ra cho tao. Để con gái lên cho tao. Bình tĩnh. Đó.
Trời đất ơi, sao chơi? Chơi gì mà chơi trên đầu trên cổ người ta gì? Hả? Trên đầu trên cổ cái gì? Mày trả cái lọ lại cho tao, hả? Quánh mày thôi. Thôi đi. Quánh mày luôn nữa nè. Người ta đánh nói rồi. Đánh thì đánh nó bên con chuột nè. Đánh ăn chè thì đánh trên đầu là học ngu đó. Hả? Đúng rồi đó. Đánh trên đầu nó học ngu đó. Một cộng một bằng mấy? Một cộng một bằng hai. Rồi ngu chỗ nào? Ngu qua cái chỗ là mình nói mình ngu mà mình trả lời đúng đó. Mày đã đeo hả mày? Thôi gì hai, đừng có đánh nó. Bình tĩnh, có chuyện gì mình ngồi xuống mình nói. Đừng có đánh trên đầu trên cổ nó như vậy. Nó thui cái não rồi, nó ngu rồi sao không biết nữa, đừng có đánh nó. Bình tĩnh lại. Bà đang làm thui cái não tôi rồi đó. Ây xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ôi, trả cái lò lại cho tao. Tôi đâu, trả cái lò này là của con. Không có được mà, trả cái lò lại cho tao. Lò ai làm bể tan tành, lụm lên gáp lại hết hồn lớp luôn. Thôi bình tĩnh. Cái lò tôi nó bể có một chút xíu mà nhờ cái giọng mày ngâm mà cái bò lò của tao nó tan nát mà trời ơi. Thôi dì hai bình tĩnh nè, bây giờ cái lò này bao nhiêu tiền? 50 ngàn. Có bao nhiêu tiền trong người? 20 ngàn. Bớt 30 ngàn mua cái lò. Vậy là lỗ rồi sao? Nhưng mà 20 ngàn đó là 20 ngàn của ngày hôm qua thôi. Chứ hôm nay có nhiêu tiền? Có 7 ngàn rưỡi à. 7 ngàn rưỡi. Rồi bớt bao nhiêu? 42.500. Rồi, bớt 42.500 mua cái lò. Chị không được lỗ của tao rồi, không có được đâu à. Thôi chị thôi nha, 7.500, con mua cục này nè. Trời đất ơi, có một cục, làm sao mà đưa ông tao về trời. Đưa bà vợ về trước đi, hai ông chồng ở lại. Không có đưa như vậy hai ông chồng ở lại à, không có linh đâu. Ừ đúng rồi ha, đưa hai ông chồng thì đâu có linh. Giống như Tướng Dũng mà diễn hài không có bu ca đâu có vui. Thôi mà bình tĩnh đi, đừng có ra nữa, để từ từ con giải quyết nha. Trời, tao khổ dữ lắm không? Trời, tao khổ quá trời. Thôi nè. Sao mà khổ, sao mà khóc lóc vậy? Tao bán một năm có một cái lò, mà cái lò người ta xài tới mấy năm trời. Mà năm nay tao bán chưa được cái lò nào, mà cái lò nó bể rồi, tiền đâu mà tao có tiền ăn Tết tao mua gạo à. Thôi, bật dậy nè. Bình tĩnh, bây giờ chỉ là bán lò để lấy tiền mua gạo thôi đúng không? Yên tâm, con lấy gạo con cho gì đổi cái lò. Mày có gạo không? Có, mới mua bao gạo nè. Có gạo hả? Có gạo luôn kìa. Có gạo luôn rồi. Nè, tặng gì bao gạo con mới mua nè. Nó. Trời ơi, có gạo rồi đấy hả? Trời ơi, tao biết vậy, tao đập nguyên cái vàng lò của tao, tao có gạo ăn Tết rồi. Cái gì vậy? Nó chơi thôi, cười xuống việc mà. Trời. Làm sao mà đưa ông tao được? Nè nín, không có buồn, không có khóc. Chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Lấy cái lò tổ cũ của tôi xài đỡ nha. Đây, cho cái lò cũ luôn nè, tính đi đổi nè. Mà cho luôn á. Cho tôi cái lò cũ? Ừ. Là tôi mang ơn rồi. Rồi. Mà mang ơn là tôi phải trả ơn đó. Trả 37.500 nè. Trời đất ơi, làm ơn thì đâu có cần trả ơn đâu. Cầm tiền này mua gạo, nấu cơm, cúng đưa ông táo về trời nha. Vậy hả? Ừ. Dạ cảm ơn nha. Ừ. Ê ông khoan, nãy giờ nói chuyện mà không biết tên gì vậy? Where are the toilet? Không có, cái đó là hội đường đi vô toilet. Ủa gì hả? Ủa chứ tên gì? Tên của tôi á, ở trong nhà của tôi, tất cả các tên của ai cũng bắt đầu bằng chữ A hết. Ủa sao bắt đầu bằng chữ B? C, D nè. Không có được, bà phải để cho tôi nói đi. Cho nói đi. Bà của tôi tên là A Sủ, mẹ của tôi á tên là A Loan, còn tôi á... A, B, C. ABC là du đoàn, anh đang mua nè. Rồi, vậy cái tên gì? A Đào. Tên của tôi là A Đào. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt đó. Đúng rồi. Hả? Chị ơi chị, giúp người thì giúp cho trót đi. Ừ. Chị có thể nào cho mượn phương tiện đi về quê được không? Quê đâu? Trên núi á.
Rồi lâu lắm không về hả? Đúng rồi, lâu lắm rồi tôi không có về nhà. Tôi nhớ bà má lắm, nhớ anh chị em, nhớ ly cà phê bông mê siêu lát rồi. Nhớ nhiều lắm, nhớ vàng lắm, ô vàng ơi. Ê, ê, vàng là thần linh ở trển đúng không? Không phải, vàng là vàng 4 số 9 đó. Kỳ vậy? Đúng rồi. Vậy bây giờ... tôi là chị, chị cho tôi mua số tiền. Lẹ, đừng có lại tôi, đừng có lại tôi. Từ từ lấy tôi giúp, đừng rồi, đó, đừng rồi, đừng rồi. Lẹ, lấy cái thuyền tôi chèo về núi đi, lấy cái thuyền chèo về núi đi. Nè, cho bà cái mền nè, bà đi đâu bà đi đi. Rồi, rồi. Cái này nữa nè, đi đi. Tạm biệt nhé. Đúng rồi, bye bye. Ê, ê, bảy, cái gì vậy hả? Cái thuyền sao chèo về núi được không nội? Trời đất ơi, tôi nói như vậy bà cũng cuốn đứng xuống nước đó. Người ta tốt bụng, người ta muốn giúp đỡ mà làm bị liệu không à? Thôi, đi về đi, bộ mình đốt chú xuống bằng gì? Ờ, nhắc mới nhớ ha. Hồi xưa từ bữa tôi xuống là tôi xuống bằng voi. Rồi về sống về bằng voi đi. Ờ, đúng rồi. Khoan, phê chị bê lê, bê lê bụng của bê tên quê. Làm gì vậy? Đề ba con voi đó. Trời đất ơi. Ờ, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chuyện gì nữa? Thôi, nay con voi tôi đeo ngoài cái cây, quên khóa cổ, bây giờ còn có cái voi không à? Rồi giờ sao? Để tôi đi kiếm cái mình nó cho bằng được mới được. Trời đất ơi, thôi nha, đi về là không ăn cắp ăn trộm nữa nha. Biết rồi. Vậy ăn Tết vui vẻ nha. Ai, đó, trên đời này á, cái giống gì cũng có thể xảy ra, mà cái giống gì mình cũng có thể giải quyết được. Thấy chưa, một người thì vui vẻ ôm cái bị gạo tôi đi về, một người thì vui vẻ ôm cái lò tôi đi về. Còn... ủa sao tôi còn có cái lò bể vậy? Làm gì vậy? Tại ngu. Ờ, ngu gì ngu, tôi ngu vậy đó mà hà làng xóm của tôi vui, người nào cũng vui vẻ thấy chưa, người ta gọi cái đó là cái ngu xứng đáng. Ừ, lo buôn bán thì ở đó. Ấy, chết rồi, lúc tôi ăn rồi, lúc tôi ăn rồi. Cái gì? Chết rồi, lúc tôi ăn rồi. Giúp cho anh em cái cây lên. Đưa đây, đưa đây. Chết rồi, bây giờ nhảy xuống. Nhảy xuống, lấp cái lỗ lại, nhảy xuống, lấp cái lỗ lại. Bị liệu mà. Trời đất ơi, đứng đây mà mình kêu nhảy nhảy nhảy, phải nhảy xuống dưới ai giúp bà nổi. Ờ. Mệt ghê luôn, khát khô cả cổ. Ăn cái cây đi, ăn cái cây đỡ. Còn cái thuyền để lủng luôn nha. Mà chết cha, nó luôn quên 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 quên. Rồi bây giờ sao bây giờ? Bây giờ sao? Mọi người ơi, hả? Mọi người tránh ra đi, không có sao đâu. Chỉ cần tôi đọc một câu thần chú thôi là cái thuyền nó sẽ không có lủng nữa. Bước lên đi. Ha ha qua lâu của chúng ta được qua xin ăn quá. Thần chú linh nghiệm quá. Từ một cái lỗ bay lớn mà nó làm thành cái lỗ chà bá nước tràn vô đó bố nội. Không phải, không phải. Phải bình tĩnh, bình tĩnh thôi. Đọc thần chú mà thì từ từ thần chú nó mới linh nghiệm. Có hiểu không? Chết cha nó không có linh nghiệm rồi. Cứu mình vô. Lấy không được. Kéo nó lên là nước sẽ tràn vô cái thuyền. Chờ sao? Lấy nó, lắp cái lỗ lại. Lắp mày đấy. Không được, cứu tôi đi mà. Không được, nước tràn vô thuyền. Giờ sao? Lấy nó, lắp cái lỗ lại. Mày tự cứu. Ai ai bà con ơi, tôi đang chết dần rồi. Rồi nó chết dần rồi, giờ sao? Giờ sao? Để tôi, sẽ cứu nó. Bây giờ bình tĩnh, tôi sẽ thay thế nó lắp cái lỗ này lại. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì xảy ra đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nè, cái bà kia đâu? Tại sao không nhảy xuống đi? Bà đi đâu rồi? Bà ngồi đâu bây giờ? Trời đất ơi, bà ngồi trên chân bà có vui không? Trời đất ơi, thả tôi xuống, tôi lắp cái lỗ để cho nè. Bình tĩnh đi, tôi sẽ thay thế nó lắp cái lỗ này lại, yên tâm không sao hết. Mọi người cứ bình tĩnh. Kéo tôi lên đi, kéo tôi lên đi. Ôi thằng có nổi đâu rồi? Nổi đâu bà kìa. Trời đất ơi, ngồi trên đây tao học ngu quá. Có thiệt là học ngu không? Thiệt. Ông bà ta có câu cá con ăn muối cá ư, con cài cha mẹ. Chăm 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 chăm, câu sau của nó là gì? Cá không ăn muối cá ư, con cãi cha mẹ. Ừ. Con bị la. Cầm đường con hư. Đúng đi. Tao bị ngu rồi đó, đi chơi xuống. Kéo tôi lên đi. Yên tâm, mọi người, tôi sẽ lắp cái lỗ này lại cho yên tâm, thì không sao hết. Ê, chết cha. Giật mẹ rồi. Có sao không? Cứu tôi vô. Kêu người ta tới cổ. Kêu người ta tới cổ.
vậy đi, buổi chiều á nhờ cậu Tư qua đây rồi cậu Tư lắp lại cho mình nha. Dạ. Bé Thư, là mẹ nói nghe nè, hồi nãy á mẹ mới nằm mơ. Mẹ nằm mơ mẹ dạo nữa đúng không mẹ? Ủa sao biết hay vậy? Tại vì á, tại vì mẹ có một giấc mơ, mẹ mơ hoài à, con chưa đi học mà biết đếm 1, 2, 3, 4 lần là nhờ mẹ nằm mơ đó. Mẹ cũng biết sao nữa, mẹ có nằm mơ thấy mình giàu không à, rồi cái mẹ giúp đỡ người này, mẹ giúp đỡ người kia, mẹ giúp đỡ hết cái xóm này luôn á. Tại vì cả cái xóm này ai cũng giúp mình á, cho nên mẹ không trả ơn được, mẹ mới nằm mơ á. Cũng đúng ha, mà ơn nghĩa mà con chả biết đời nào cho hết. Với lại á, giờ muốn trả không có trả được đâu. Phải chi mẹ lành lặn được như người ta thì mẹ con mình đâu có khổ vậy đâu, đúng không bé Thư? Nhận ơn nhiều người quá riết rồi thấy cũng ngại hết sức vậy đó. À, nhưng mà bé Thư, con yên tâm nha, mẹ hứa với con, mẹ mà bán hết cái chỗ qua Tết này ha, là mẹ sẽ mua cho con một cái áo dài đẹp, thiệt là đẹp, để đi chơi Tết giống như mấy bạn vậy đó. Thiệt hả mẹ? Thiệt chứ sao thiệt, mà bữa nay 29 Tết rồi qua nó chưa nở một cái nữa, bán không được. Thôi mặc đồ cũ nha con. Đâu có sao đâu, mẹ bận đồ cũ thì con cũng bận đồ cũ. Chừng nào mẹ bận đồ mới, con bận đồ cũ mới kỳ. Trời ơi, sao con gái của tôi nói chuyện vậy, thấy cưng chưa? Đợi 30 Tết ta mua á. Lúc đó mua bông nó rẻ biết không? Lúc đó cái hai mẹ con mình nè phải bán chứ, bán đổ, bán tháo, bán đại, bán cho hết rồi mình ăn Tết chứ. Con ước á, ngày nào cũng là 30 Tết để người ta vô mua bông cho mẹ con mình luôn bán hết ha mẹ. Trời ơi, con tụi nó ước kìa đứt ruột không? Mẹ ơi, hả? Con cắp lại cho con đi. À, rồi lại đây. Trời ơi, đi đâu mà cái đầu như cái tổ quạ vậy không biết nữa. Rối nùi hết trơn à. Ê, ngồi xuống đi mẹ dễ cột hơn nha. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bé Thư ngồi sát lại mẹ nè. Cái này con chỉ nghĩ lâu lắm mới làm
như vậy á, chắc chắn bông sẽ mau nở cho mà coi. Bông ơi, nở đi. Trời ơi, bông, biết thật ơi bông. Hả? Bông. Sao? Bông vẫn chưa nở. Trời, mẹ giỡn mà à. Để xuống đi con. Ai 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 ai. Ôi, trời ơi, gì Tám? Vậy? Sao mà xuống sao lộn như vậy? Ê Tết, mày Tám nói nghe là hai mẹ con mày bộ bán được sao mà vui dữ vậy? Thôi, gì Tám nghĩ sao vậy? Nghĩ sao bán được? Không bán được hả? 29 Tết mà bông nó chưa nở một cái kìa, sao mà bán? Thôi tội nghiệp quá, năm nay bông nở muộn mà hôm qua dập trận mưa cái tội nghiệp gì đâu. Thôi đừng có buồn nha, đừng buồn. Bông bán được để ăn đi con. Tám ăn không con chia cho mấy chậu? Nhỏ dù chi. Giỡn rồi. Ê bé Thư, nè, cho con đòn bánh tét ăn cho có Tết với người ta nghe chưa? Cảm ơn bà Tám. Cảm ơn chị Tám nha. Mẹ Thư ơi, con Chín đâu rồi? Ơi dạ. Này, tao bảo này, khác cái họ may đồ xong họ còn thừa miếng vải, tao may cho con Thư cái đầm mày cho nó cái Tết với. Trời ơi. Khi nào mà khách may thừa nhiều thì tao may cho mày nhé. Cảm ơn anh nha. Vâng. Cho cái cây cúng gì ta? Cúng Tết nha. Trời đất ơi. Mới có 29 Tết rồi mà mọi người cho đồ con tóc nọc vậy? Có gì mua bất ngờ, trái cây é đó. Ai 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 ai. Dì Hai. Dì Hai cho con cái áo nè. Cái áo này là cái áo cũ của dì Hai. Nhưng mà tuy rằng cũ nhưng mà mặc có một lần một hà. Nè, mặc vô đi. Rồi á, đặng đi chùa. Nha. Trời ơi. Từ đó, thấy không? Cái chùa chứ gì Hai? Mặc đi chùa để cầu nguyện năm sau giàu hơn năm nay. Trời ơi, dì Hai mùng 1 nào Tết nào con cũng đi chùa cầu nguyện cho năm sau giàu hơn năm nay á, mà năm nào cũng nghèo đều chứ vậy. Ừ, quyết định vậy đi, tại số mày số nghèo mà. 9 9 9 3 9 3 9 9 9 8 4 9 9 9 8 7 2 7 2. Thằng không biết, phụ nội cha mày. Trời ơi, Tám ơi, liệu của ai à? Nó chọc tao kìa. Chinh ơi. Hả? Năm nay có thể nào cho ở đây ăn Tết được không? Không có về quê được. Ủa sao vậy? Con voi nó bị bắt rồi. Voi nó bị bắt rồi, người ta nói là tới năm đinh voi phải thả nó ra. Đinh voi? Làm gì có năm đinh voi không có nội? Trong 12 con giáp không có năm đinh voi hả? Không có. Chỉ là năm nay ở đây luôn rồi. Nè, hả? Tôi không có cái gì tặng hết, tôi chỉ có cái vòng tay thôi, cho ôm một cái được không? Rồi, ôm một cái là lây nghèo cả đám nha. Giỡn á, làm gì giỡn á. Trời ơi, mọi người á, thiệt tình luôn, cứ giúp đỡ mẹ con vậy á, không biết sao mà trả ơn cho hết nữa. À hay là 29 Tết rồi, bông con chưa bán được nè, mỗi người ôm về nhà chậu đi chưng, tới rằm nó cũng nở đẹp lắm. Bây giờ người Tết người ta trưng bông hoa nở, chứ ai mà trưng bông nổ cái con này mày điên nè. Con sao kỳ quá à, Tết với mùa xuân á là trong trái tim của mọi người, trong lòng của mọi người, chứ đâu phải có bông là mới có Tết có xuân đâu, đúng không? Mày bảo không nở nữa không Tết mày. Này tôi. Thôi. Trời ơi, Tết nhất tới nơi rồi đừng có gây nhau nữa. Mình đó là bà con tứ xứ, tha phương cầu thực. Mình đến ở với nhau vậy, yêu thương nhau á, trời ơi con quý cái điều đó. Quý quá trời luôn á, bởi vì mọi người đừng có gây nhau nữa. Thương yêu nhau muốn chết luôn, mày đặt đi gây hoài à. Rồi sao? 29 Tết rồi, giờ con muốn ăn Tết không? Muốn. Về chuẩn bị đón Tết đi. Ừ, à, đúng cho mày nha. Này. Vậy về đón Tết. Hai con lên con may cho cái áo dài. Không có nổi. Bao cát đâu vậy? Cái này là bao cát à? Bao cát. Trời nó coi từ nãy tới giờ tưởng bao gạo không à? Trời ơi, người ta giặt cái cọc lại cho ghe đừng có chìm. Ta chờ ghe nó trôi đi bây giờ. Chị khoan từ từ đã con. Thôi, về quê ăn Tết. Chị năm nay là tôi ở cái đâu đây nè? Nè, mày lên đây tao cho mày ở ghép. Thôi luôn. Trời ơi, ở ghép. Ơi, nói nghe. Không nói gì chứ mẹ con mày đừng có buồn. Biết không? Tại người ta lành lặn hay người ta giàu khó hay là người ta nghèo khổ gì cũng có Tết, hiểu không? Còn mày tính ra mày sướng lắm á. Mày nó mày không mày mày bị cái tay vậy nè. Cái mày may đồ mày đỡ tốn miếng vải bên em nè, mày kẹp vô gì nè, giống Dương quá vậy đó. Giỡn vô duyên. Sao đầu năm mày chửi tao? Trời đất ơi, Tết nhất bớt giỡn vô duyên đi, tao đâu có chửi. Ờ, hèn chi Tết này tao chưa có chồng. Bông nở hết rồi.
Và chúng tôi xin được phép trân trọng cảm ơn sự trợ diễn của tất cả các nghệ sĩ như nghệ sĩ Thanh Hằng, bé Kim Thư, bà đồng hành Khả Như, Tuấn Dũng, Hoàng Khôi, Lê Nghĩa, Thanh Trực, Đoàn Lân, Phương Anh Đường và vũ đoàn ABC. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Và ngay sau đây chúng tôi xin được phép mời Buka nán lại sân khấu để lắng nghe đôi lời chia sẻ, phân tích, đánh giá đến từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xin phép tất cả quý vị khán giả ở khán phòng này cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Thật sự ra thì cái tiểu phẩm Buka ngày hôm nay nó đúng là cái hiện trạng của ngày hôm nay đang xảy ra. Trên đường tới đây để ngồi để chấm chương trình Cười Xuyên Việt thì Linh thấy rất là nhiều hoa còn ở trên những cái đường đi, những cái chợ hoa vẫn còn đang bán nhưng mà người rất là thưa thớt. Có lẽ là cái tiểu phẩm này nó cũng cho Linh một cái chút cảm xúc là khi hồi nãy mình đi mình vừa suy nghĩ là tại sao bà con mình mỗi người ra mua một cặp để ủng hộ cho những người buôn bán đó, để họ có một cái Tết vui vẻ hơn. Bởi vì trồng được một cây hoa không phải là đơn giản, rất là cực khổ. Người nông dân người ta phải chăm sóc rất là kỹ. Và ngày hôm nay Buka có một cái tiểu phẩm về cái gây cười của em thì thật sự nó không nhiều. Nhưng những cái tình huống ở trong cái tiểu phẩm thì có rất nhiều mảng miếng để làm cho mọi người phải cười ồ lên và có những dòng nước mắt ở trong đó. Và anh rất là thích cái sự sáng tạo của các em từ cái đôi dép mà hai mẹ con mang đi, rồi từ cái câu thoại từ nay con sẽ mẹ không ôm con được thì con sẽ ôm mẹ trọn cái vòng tay này. Và những người phụ diễn ngày hôm nay rất là dễ thương và rất là khi dàn dựng cái sân khấu như thế này thì Linh thấy là các bạn có cái sự sáng tạo. Ngày hôm nay ngồi ở đây có một mình tôi cảm thấy rất là lạnh, nhưng mà cái tiểu phẩm của em nó mang lại một cái sự ấm áp. Thì ông bà mình có câu là ngày xuân đâu phải 3 với 2, khi buồn xuân khứ vui xuân lai. Tức là ngày xuân không phải là chỉ có 3 ngày Tết, lúc mình buồn dù có Tết mình vẫn buồn, mà lúc mình vui dù không xuân vẫn vui. Và đây là cái đó, là đây ở nơi đây có một cái bến thuyền đó, nó có cái tình người ở trong đó và mọi người đều sống hết mình vì nhau thì cái niềm vui ấy nó nhân lên gấp bội. Đó là tại sao chúng ta mừng xuân mừng Tết nó là như vậy, bởi vì nó có sự đoàn kết, có một cái sự yêu thương, cái sự ấm áp. Và ngày hôm nay chúc mừng Buka đã có tiết mục rất là dễ thương. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều. Và chúng tôi đang rất mong chờ sự rất cao của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sẽ dành cho Buka được tuyên bố vào cuối chương trình ngày hôm nay. Là bé bé, là xinh xinh, chỉ cặp ba lá, lá xanh. Là mắt nhắm, là trăng treo, chỉ cặp ba lá, lá vàng. Tiếng con gà trống gáy vang xa, anh bình minh cao đến nhà. Sao anh không đeo cặp ba lá đi trên con đê cười xinh quá. Mới sáng sớm chưa hết xây kè rớt xuống hồ.
Lỡ rớt rồi tắm luôn. Đốp ơi, đốp bà đốp ơi. Dạ dạ con thấy nó sập hồn gì nhà sao á. Khỏi mày lé ra để tao tự tìm được rồi. Không cần đi ra mày. Đốp ơi, đốp bà, đốp ơi. Mới sáng sớm ngủ dậy đang đói bụng, tự nhiên giờ có đồ ăn sáng. Đốp ơi! Ôi trời đất ơi! Mới sáng sớm một con cá nhà ai rớt xuống hồ rồi. Ê, đừng bà có la. Bà con ơi, cứu người không đi. Có phải, đừng cứu có la. Bà con ơi, cứu ê, người ê. Đi. Bây giờ làm sao đây? À có cách rồi. Cô mày làm cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, thì thằng cấp cứu đó. Cấp cứu kiểu gì khùng vậy? Làm cái khác đi. À, ủa nhưng mà tỉnh rồi làm cái khác gì? Thì mày tìm cách mày làm cho tao xỉu. Muốn nước nha. Ờ. Lẹ lẹ đi. Vã xỉu. Ê, ai chưa nói là cách nào để tỉnh dậy mà. Ê, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Ai mua bà ngồi không? Tôi mua. Mấy cái? Hai cái. Có hai cái này, 2 đồng. Không có tiền. Tiền đi nè má. Ai là tôi mua. Mấy cái? 2 cái. 2 đồng. Đây, 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 đây. Rồi, cảm ơn con. Cái nước này uống dở đâu rồi. Ơ, kìa, kìa, kìa. Ngã trơ chịu. Hay, hay, cha, ôi, cha, ôi, hay, 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 hay. Yeah! Sáng sớm chưa hết say ke đã giết chết một mạng người. Đất ơi là đất, tại sao suốt cuộc đời này mày không làm gì nên chuyện hết vậy đất? Đất ơi, ba má mày, mày còn chưa báo hiếu. Chồng con mày còn chưa nuôi cho khôn lớn. Mà bây giờ mày đi ở tù nữa thì làm sao hả đớp? Có cái áo mà ủi hoài cũng không thẳng. Ê bà ngủ đâu có nóng đâu mà chết ha. Mày xạo. Con cái nhà ai? Con cái nhà ai mới sáng sớm đi ra hồ cho rớt xuống hồ? Ông xã của cái làng này nè. Mày xạo, mày là ông xã của cái làng này. Mày, ơi, ơi, ơi. Dạ, 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 con lại thầy, con mày, lại thầy. Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ, dạ, con không nhận ra thầy. Mày nhìn kỹ đi. Ông là ông xã, vậy thì râu của ông đâu? Nhìn ông không có râu, nhìn ông kỳ lắm. Sáng này lỡ cạo rồi. Thì bây giờ gắn vô. Bằng cách nào? Hãy yên tâm, đã có viết trì hiệu Lý Nhã Kỳ, bạn sẽ có một bờ râu hoàn hảo. Wow! Mày giỡn với tao hả? Dạ dạ con không dám. Ủa? Vậy chứ hôm nay ông xã ghé cái tệ xá của con có chuyện gì không? Mày nói chuyện với ông mà mày giơ tay lên vậy mà chống người thi hành công vụ hả? Lại nghe ông hỏi. Dạ. Chồng con đâu? Chồng của con ư? Đêm hôm qua chồng con đã đi xa rồi. Đớp. Ủa tao xã trưởng trong cái làng này, chồng mày chết sao tao không biết? Chồng con, ủa chồng con chết nào? Nguyên cái đám tang qua nó đưa chồng mày đi kìa. Không có, đám tang ông hàng xóm nó băng qua đường. Vậy cuối cùng chồng mày đâu? Chồng của con ư? Đêm hôm qua chồng của con đã đi xa
Ê, tụi nó chịu khó, tụi nó đi lùi là chồng mày chết thiệt rồi đó. Không có, tụi nó đi chôn lộn đường, tụi nó đi ngược lại. Cuối cùng là chồng mày đâu? Dạ, chồng con đi lên Kinh Đô làm bánh rồi. Bây giờ nó lên Kinh Đô, nó đi xa rồi. Dạ. Qua có chuyện tính nhờ nó nè. Ủa mà, gì? Mà nó không có là tao phải nhờ mày á. Ủa dạ, chuyện gì vậy thầy xã? Trời đất ơi, con Thị Màu á, con của Phú Ông á. Dạ. Nó có chữa quan. Mà có chữa quan nghĩa là có tội với cái làng này. Ngày hôm nay qua đây để thầy chỉ cho con cách rau và gõ mỏ, để đi kêu gọi cả cái xóm cái làng này ra đình coi mình xử con Thị Màu nè. Hồi xưa đó, dạ, đi ra bên làng chung với thầy á, là toàn là con trai không à. Dạ. Không có con gái. Mà bây giờ con đi theo là thầy phải xin phép á. Xin phép ai thầy? Hai cụ, cụ Câm với cụ Điếc. À dạ. Cho mời cụ Câm cụ Điếc vào. Hai cụ đang kể cái chuyện gì mà vui quá vậy? Mấy vậy? Mắc gì mà chửi tao đuôi? Ông thầy xã ơi, thầy không nhớ hả? Cụ Điếc là chỉ có một mình cụ Câm nói cụ Điếc mới hiểu thôi. Còn tụi mình nói là cụ Điếc không có hiểu. À, không tin đúng không? Ê, thằng Điếc mập, mày bị điên hả? Mất dạy mà chửi tao mày. Nó chửi tôi không kìa. Ai hỉ, tụi con nói là đang làm cái gì mà thầy chửi tôi. Vui. Ừ, vui, cái chuyện này vui lắm, để ông kể cho con nghe. Không, tao kể không vui đâu, ông Cầm kể mới vui. Hai ông xuất hiện có mục đích gì không? Không, chỉ là cái hình thức thôi. Còn thầy mới là cái người quyết định mà. Ai hiểu không? Cái tục rồi, phép vua thua lệ làng. Dạ. Bây giờ hình thức đã có rồi. Dạ. Xong xuôi, đi lẹ đi. Ê khoan, ông xã ơi. Ê mày đừng có kêu rồi mày nhúng, người ta tưởng tao chồng mày đó. À dạ lộn, dạ. Mình ơi. Dạ thầy xã ơi. Có chuyện gì nói đi. Dạ thầy xã ơi, hôm nay là con đi làm chuyện làng, chuyện nước, con đi làm chuyện lớn á, là phải cho con sửa soạn đi. Con đi với thầy, con xinh đẹp cái thầy nở mày nở mặt ha. Ờ ha. Sửa soạn lẹ đi, lẹ dạ, đi. Dạ chờ con chút nha. Hey, I'm a pink girl. Hey, I'm a pink girl. Hey, I'm a pink girl. Em là sắc hồng mơ mà em chẳng thể nào làm ngơ. Ok đó đây, xinh xinh và vật khỏe khí. Cảm ơn. Trời đất ơi, xưa cái giờ nhỏ này ngon quá sao mình không ăn trời. Không có gì hết, đi ra đây nói nè. Bây giờ thầy rao một lần rất là ngắn gọn xúc tích. Con nghe rồi bắt chước rao theo thầy nha. Dạ. Là nhìn chà anh Hà Tây Phương, cái Phú Ông làm một thiện ngồi ra ngoài về gia đình sư án rao đi. Chuyện nhà thầy xã không phải chuyện công, thầy xã hiếp dâm cô Màu có chữa và trẻ gái trai ra đình xử án. Mày đọc cái gì vậy? Thì nhớ được từ nào ghép vô từ đó. Mà mày nhét cái từ đó ở đâu ra? Con đơm đặt á. Mày giỡn mặt hả? Bây giờ thầy rao một lần nữa thật chậm rồi con nghe con rao theo nha. Dạ. Chuẩn bị nè. Dạ. Chiên làng chiên chả. Chiên chả cũng vào đây. Thượng hạ Tây Đông. Tây Đông cũng vào đây. Ê sao con lấy cái mỏ thầy con bỏ vô đó? Cái mỏ cũng vào đây. Đớp. Ê chết cha. Con lộn. Để con trả lại cái mỏ cho thầy nè. Trả lại đi. Hay cha. Chào ta. Con gái Phú Ông tên là Màu Thị. Màu Thị cũng vào đây. Tâm tình ngoại ý mãn nguyện có thai. Có thai cũng ở đây. Và trẻ gái trai gia đình xử án. Xử án cũng vào đây. Rồi rao. Yeah. Mày bị khùng hả? Mày đi đâu vậy? Đớp! Tao kêu
mày đi rau, chứ tao không có kêu mày cởi ngựa, mày rau lại đi. Yeah. Thôi 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 đi. Sao mày không rau đi? Người ta thường nói, gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Nãy giờ thầy nói bao nhiêu, con gói ghém lại, con chưa kịp mở, thầy làm con té sóng xoài, chữ nghĩa bay tùm lum hết. Lấy gì nữa mà rau? Tao nói thiệt với mày từ trước tới giờ ha, tao thương vợ chồng mày quá, mày coi thường phải không? Ngày hôm nay tao không đánh mày, tao không phải là ông xã của cái làng này, mày đứng lại đó cho tao coi. Con lại thầy, con xin lỗi thầy. Từ nãy tới giờ là tao nói biết bao nhiêu lần rồi nha. Thầy Sáu ơi, dài quá, bây giờ thầy rao lại một lần nữa đi. Con nghe cái, con nhớ cái, con rao cho thầy nha. Một lần nữa thôi đó nghe. Dạ. Chiên làng chiên giả thượng hạ tây, con gái phú ông tên là Màu Thị, tâm tình ngoại ý mạng nguyện có tay, và trẻ gái trai gia đình sợ án. Rồi mày nghe chưa? Dạ con chưa có nhớ, thì ra lại một lần nữa đi con mới nhớ. Một lần nữa thôi nha. Dạ. Chiên làng chiên trà thượng hạ tây đông, con gái phú ông tên là Màu Thị, tâm tình ngoại ý mạng nguyện có thai, và trẻ gái trai đã đình xử án. Tới đình rồi, bắt đầu xử án. Trời đất ơi, tao kêu mày rau mà cuối cùng mày để sao có tao rau không vậy? Mày gài tao hả Đức? Mày đứng lại đó cho tao. Tao nói thiệt với mày đó, ngày hôm nay tao không đánh mày, tao không phải là ông xã của cái làng này. Mày đứng lại đó cho tao. Đức, đứng lại mày. Đức, xin lỗi không? Đứng lại. Đây là một cái trích đoạn trong vở Thị Màu, nhưng nhìn nó mới hơn, tụi em sáng tạo hơn. Và cái sáng tạo của tụi em á, toàn là mảng miếng để cười không. Cái phần cấp cứu là một nè ha, cái bàn ủi nè. Tôi rất là thích cái tiểu phẩm này. Chúc mừng Buka. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Canh giặc hay cờ và đường thang thang, cho đời phụ phán rắc đánh sáu con. Người ta là giảng hồi phòng trống, tụi bay nhảy nhạc Thái Lan là như thế nào? Hôm nay đối thủ của chúng ta hẹn tại ngay cái sào huyệt của họ, mà giờ này chưa thấy đối thủ đâu hết. Đối thủ đâu? Cho gặp đối thủ. Tụi bay là bằng nào? À, ra là dằn mặt tao liền hả? Tụi bay thừa biết bằng lưỡi liềm, bằng lưỡi dao, bằng lưỡi búa. Tụi nó chính là đàn em của tao thầy. Xin giới thiệu tụi bay biết, tụi tao là bằng cát xét. Giảm cho bao tâm thơ thần đại chúng ta cả tài hoa thơ say lời. Nhớ nôn nàng mơ tâm cả tờ đổ xuống bần tờ cứ chờ tu biểu. Giảm cho chặt cặp thơ 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 thơ. Con mày, mày giới thiệu cho tao biết đi. Xin tự giới thiệu với mày, tao là băng. Băng gì vậy hả? Băng hà. Băng hà. Không nói nhiều nữa, thì thố đi chứ. À, đúng rồi, em nói nghe nè, bây giờ không nói nhiều, đánh bại cho chị. Em muốn làm người lớn cho cha vui lòng là em phải đánh bại tụi này, em hiểu không? Cờ bạc mày chơi đúng không? Ừ. Cờ bạc với mày luôn nè mày. Trọng tài. Chị, chị, chỗ tao đang đánh cờ, đánh bạc, chơi cờ bạc, chứ chị nằm chơi gì vậy? Nha mày. Hả? Đàn ông xin chị để tóc dài. Tao để tóc dài cho giống bạn gái tao được không? Hai tụi bay làm khó tao. Coi nè. Vừa lòng tụi bay chưa? Hôm nay là phần thi đấu giữa hai bên. Một bên là băng cassette. Còn một bên là băng từ trần. Băng hà. Từ trần với băng hà cũng chết thôi. Tôi là trọng tài, tôi muốn nói gì nói. Trời ơi, bắt bẻ nhau chi? Vòng thi đầu tiên là phần thi lắc bầu cua. Chuẩn bị chưa? Lắc. Con nói cũng sẽ lắc đầu, có đi cũng sẽ lắc đầu. Em có nhớ xíu em xin lắc đầu. Ê, thằng kia, mày chơi cái gì? Mày đặt trước đi, mày đặt bao nhiêu? Chơi khô máu luôn. Người đâu? Nhà có hai đứa à. Nó không có người mà nó bày đặt kêu là sao? Đem tiền lên đây.
Đây, tao chơi khô máu của mày. 18.500 tao chơi với mày hết luôn. Mày mua con heo bao nhiêu tiền? 22.000. Tại sao mày không để 40.000 mày chơi với tao, mày chơi có 18.000 vậy? Tao thích. Em nghĩ sao em chơi lớn với nó mà em chơi có 18.000 vậy? Muốn làm người lớn là phải chơi cho lớn, cầm. Trời ơi, tiền đâu chị có nhiều vậy chị hai? Đừng có quan trọng, chơi hết luôn cho chị. Mày đặt con gà? Được rồi, tao sẽ đặt con cá. Dở đi. Xong chưa? Xong. Dở. Để đây. Mày chơi có một cây mày bỏ người ta là như thế nào? Biết sao không? Mình là người lớn, mình không có được Arsenal. Arsenal như vậy là không có tốt, hiểu không? Bây giờ mình phải chơi tiếp. Chơi đi mà, mình muốn làm người lớn mà. Bây giờ đặt. Em phải đặt nó mới hên. Bây giờ mày đặt cái gì? Tao đặt con nai nè. Tao nói cho mày nghe nè, Thảo Cầm Viên không có rảnh cho chương trình này mượn con nai cho mày thi đâu nha. Đặt lại đi em. Cua đi, cua. Cua với mày luôn nè. Hey. Con nói cũng sẽ lắc đầu, con nói cũng sẽ lắc đầu, con đi cũng sẽ lắc đầu, em con nhớ xíu em xin lắc đầu. 1, 2, 3, dạ. Ê, bình tĩnh, tất cả hãy nghe đây. Tôi hát ly con thua, sao em nỡ mở cầm phủ anh lên. Yeah. Con thua, bắt nhà thắng. Hốt tiền. Bây giờ sao, có chơi nữa không? 20 triệu rồi chị ơi. Chuyện nhỏ mà chị chơi tiếp đi. Chơi nhiêu mày? Bây giờ tôi chơi ván chót, ván quyết định, ván cuối cùng. 1 triệu. Chơi tao chơi với mày luôn. Chơi đúng không? Tao chơi khô máu với mày 1 triệu luôn. Đưa cái giấy cầm kết cho nó ký đàng hoàng. Thôi chị giữ cho em. Mày ký vô tờ giấy đàng hoàng này, chúng ta chơi ván chót này chứ hả? Con chịu làm gì ký? Ký vô đi. Mày ký tên. Chị ký luôn, con chịu đâu sao vậy? Ký luôn. Chơi luôn đi em. Vòng ba người ta thi lô tô, hỏi người ta đi. Thưa quý vị, dạ, xin đây, xin kính mời nữ hoàng Lô Tô. Đâu? Hôm nay là mấy ba? Mấy ba có đâu vậy? Dạ, đào Lô Tô chúng tôi xin mời mấy anh mấy chị tham gia tham dự để ủng hộ cho đêm nay. Nhạc sổ số. Số gì đây? Xây gì đâu? Số gì đây? Hô. Sao lâu vậy? Nhanh lên đi. Ha. Nhạc bút. Con số 3. Có số 3 luôn. Mấy gì đây? Chàng đẹp trai vô tâm là anh, đã chiếm hết tình cảm bao người. Con số 10 luôn. Mấy gì đây, số gì đây? Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung, bị đứt dây thun tuột quần mà chạy trốn. Con số 8. số tám. Trời đất ơi, con này con số 6. Sao đâu con số 9 mà là văn cassette thắng. Số 6. Chung tiền đi chứ. 1 triệu nè, chung 1 triệu. Đó, 1 triệu nè, thôi. Đó. Mày có bị điên không? Tao nói 1 triệu là 1 triệu đô la. Cầm tờ giấy đọc cho rõ đi. 1 triệu đô la đó. Vậy sao chị? Trời ơi Kiệt ơi, em ký xem không chịu nhìn, bây giờ em hỏi chị hai Kiệt. Tiền đâu chung tao 1 triệu đô chị? Trả cho người ta đi, kiếm tiền trả đi. Làm gì mình có tiền chị? Bán nhà này đi em, ba quỷ quyền cái nhà này cho em rồi. Bây giờ bán được đó, trả tiền cho người ta đi. Ôi, trời ơi, ba giết chị em mình chết. Mày có tiền trả tao hay là không? Lấy cái gì trả cho mày? Mày không có tiền trả đúng không? Được rồi, tiền sao tao bắn mày bể đâu? Trời, tao sẽ lấy mạng của mày. Mày nghe rõ chưa? Dừng dạ. Tay rồi. Dừng. Ba. Ba ơi. Ba. Ba ơi ba. Ba về nào vậy ba?
Ba về làm chi vậy ba? Dạ, chuyện gì xảy ra cho gia đình mình? Thì ba cũng thấy là tôi chơi bầu cua cá cọp á, ai ngờ nó ra tới đâu 1 triệu đô luôn ba. Hả? Con ký giấy nợ 1 triệu đô ra? Dạ. Con thật thà, chất phác, khôn ngoan, hiền lành, không có nghĩa là ngu. Đúng rồi đó ba, nó bắt tao nhục hả? Mày bày tất cả chuyện này ra để em mày ký 1 triệu đô la, để tao về tao đưa số tiền này để mày trả nợ với người ta. Bây giờ ông có trả tiền hay là không? Anh em đâu? Mang tiền vô trả người ta đi. Kêu đàn em vô hả? Ai vậy? Công an đó. Tôi không có sợ ông đâu. Ông đừng có lấy tôi, ông kêu công an vô. Ông kêu công an đi. Được ba. Ba, con đừng lo lắng, ba sẽ chấp nhận hy sinh, bán hết tất cả gia sản này để trả nợ cho con. Ba tha lỗi cho con đi ba. Ba chấp nhận bỏ tất cả hết, nhưng ba không thể nào bỏ tụi con, bởi vì tụi con là tài sản quý giá của ba mà. Để đưa nợ đó. Em có sao không? Trời ơi, không còn chỗ nương thân, không còn đường lẩn trốn. Em cổ của anh Nghi Sân ơi, Nghi Sân thân lò. Anh Nghi Sân. Thôi đi, nhắc cái tên mới nhớ, dường như là cha mẹ mình biết mình mê bài trong bụng hay sao đó. Đặt tên anh hai là Nghi Sân, tao nói mê đánh bài mà đặt Nghi Sân hả? Đang đánh bài mà ta nghi, người ta nghi là giấu bài, tao quýnh sưng mắt. Nhiều nổi không? Còn em tên là Tấn Lột, quýnh cây nào là người ta tấn vô tường, ta lột sạch đồ hết trơn. Em cứ nghĩ đi, mấy ngày hôm nay anh em mình cứ lòng vòng lẩn quẩn ở đây, chơi lần nào cũng thua hết, chắc chắn là cái phong thủy của mình bị mất phong long rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đốt phong long cái phong thủy này thôi. Đốt rồi, đốt trái trụi luôn cho em. Đúng. Anh hai, bây giờ á, mình phải lật ngược thế cờ. Đúng. Mình phải làm cho gì của mình sáng mắt ra. Đúng. Chơi ở đâu anh hai? Có chơi thì chơi đằng xa, đừng chơi đằng gần vì quýnh chết cha. Chị đi chờ mình. Qua bển. Qua bển hả anh? Theo em. Vậy hả? Đi. Lên xe. Đây. Anh ơi, từ từ lên đi. Anh không sợ được bắt đầu lên đi. Đừng sợ, đừng sợ. Bà lại cá là ta tuôn na, cá này ta coi là ta na cái này cột nuôi em, cá mà tài lại cho ta là cá na mà nuôn na, à bà cái cho ta lại ta bà là mà na na. Nghe cái nhạc á, là biết qua tới bển rồi đó. Qua tới bển rồi em à. Chết rồi, mình không có tiền. Tiền nè. Tiền gì vậy anh? Cho mượn. Nhưng mà tụi em không có tiền trả anh thì sao? Yên tâm đi, anh biết nhà của mấy đứa mà. Vô đây, vô đây, vô đây. Ê, cho tiền. Chị hai ơi, có gà tới. Chúng con chào cô ạ. Cô chào các con. Đi về con, đi dạ. Về. Ủa anh hai, sao về vậy? Đi lộn trường rồi. Dạ. Không các con ơi, đúng trường rồi, nhưng đây không phải là trường học. Ủa, trường gì vậy cô? Trường bài. Tao đề nghị tao bay nè, chơi một ván ăn thua quyết định, gọi là cào dùa đó được không? Là chơi hết tiền luôn hả cô? Không sao đâu, chắc chắn mình sẽ thắng mà. Thắng không anh ơi? Thắng. Giờ chơi không? Chơi. Đặt tiền. Đặt. Hết. 6 bài. Yeah, bài. Nặng bài. Em, nặng đi, nặng đi, cố lên em. Nặng đi. Nặng. Nặng đi. Cái gì vậy? Nặng bài. Mày sao đâu á, nặng bài như nặng bột kìa. Đúng rồi, nặng. Đúng cái gì? Đưa đây. Trời trời, nó ra con 10 luôn rồi trời. Nói hôm 10 nốt bù rồi. Nín, nín, mày bị điên hả? Còn 2 lá nữa mà bù cái gì? Đó, bây giờ là con 10 rồi, bây giờ lật lên con tay mới hết hồn nè. 2, 3. Trời ơi, tay luôn rồi.
Anh hai, lát nữa có khi nào á thêm con tay nữa mình ba cào nữa anh hai. Ba cào bộ bài không bây giờ đó. Không quen ơi. Bây giờ là phải nhọn đầu hiểu không? 1 2 3 nắng mai. Mày chế, mày chế. Bên này chưa nặng bài mày chế. Ủa vậy hả? Ủa là nặng bài. Có hình ăn nốt. Có hình ăn nốt. Gớm sao? Trời ơi. Anh mặt buồn mệt mỏi quá. Đi chưa? Khóc cái gì mà khóc hoài. Thôi bây giờ thua keo này anh bài keo khác. Bây giờ đi về đi. Mốt gỡ lại. Đi. Ai không đưa. Đứng lại. Trả tiền. Tiền gì anh? Tiền gì? Bây giờ nãy cho mượn. Ủa nãy qua bển mới trả mà. Bển nào? Ở đây chị hai. 500 anh em đâu? Dạ. Bao dây tứ phía. Dạ. Tôi xin gì tôi lại gì gì ơi. Tôi nghe tao hỏi nè. Dạ. Tụi bay cầm bài tay nào? Giật lại này. Áo. Bay có một cánh tay. Tay của ai vậy? Bộ sưu tập tay của tao đó. Dạ. Dạ. Bây giờ tha cho con đi, tụi con không có tiền. Bay đâu? Dạ. Đánh nó bầm dập. Chụp hình 46 tung lên ai lao quăng vô Facebook thì ba má đi con về. Dạ. Cứu con dì ơi. Dì ơi. Đứa nào mà đụng vô một cọng tóc của con tao thì đứa đó cái đầu sẽ bị sóc rớt. Ba đấy. Nghi Xuân Tân Lực hai đứa đó có một người dì ghẻ. Một người dì đó hết sức là độc ác và hung dữ. Đó là Tào Thị. Còn ta Tào Hủ. Là dì ghẻ của hai đứa này. Dì. Đại ca của tụi bé đâu? Ba đây. Ba. Ba sao? Đúng là Tào Thị. Ba. Ba sao? Vô trong. Làm cái gì? Lạch tôi. Để làm gì? Trả tiền rước hai đứa con tôi về. Ê tụi bay, tao có chuyện cười kể tụi bay nghe nè. Hồi xưa ở nước ta đó, có hai thằng nó chơi xong nó thua tiền tụi bay. Vì nó đem tiền qua chỗ tụi nó về đó tụi bay. Đúng là hai thằng ngu. Trời ơi, cha con đi làm ăn xa. Dì, dù là vợ sao, dù là dì ghẻ tụi con, nhưng dì phải quản lý tụi con, lo lắng cho tụi con. Mà cái máu cờ bạc ấy, đứa con như vậy bây giờ đi nè, hậu quả như vậy nè, tiền mất tật mang. Dì tới trễ một chút là hai con chỉ còn có nửa cái mạng mà về thôi. Mặc dù là dì ghẻ, nhưng mà dì thương tụi con. Hồi nào giờ con thấy dì la mắng tụi con hoài à. Con tưởng nó dì ghét tụi con. Bữa nay con gặp tình cảnh nguy hiểm gì nè, dì không bỏ tụi con cảm ơn dì nhiều lắm. Dạ, cảm ơn dì. Bây giờ tao mới đúng thật là dì ghẻ đây nè. Bây giờ chị phải áp với tụi con hơn. Đừng gì. Chị phải khắc nghiệt với tụi con hơn. Đừng gì. Chị sẽ quản lý tụi con nhiều hơn. Làm đủ mọi biện pháp để cho tụi con bỏ đi cờ bạc. Chẳng thà là gì mang tiếng áp còn hơn là để hai tụi con thành bát thành bằng. Dạ. Đã đòn hát rã nghỉ về đây không có hát. Tối ngày mở cả lương hoài à, nhớ nghệ chết sao chịu nổi. Còn ông nội này nữa, từ ngày nghỉ hát về tới giờ cứ bắt đầu sanh tật nhậu à. Kiều ơi Kiều. Ai vậy Kiều? Kiều gì vậy? Qua nhà tôi chơi đi. Cái gì? Qua nhà tôi chơi. Trời ơi, bệnh còn chưa uống thuốc nữa, đi chơi, chơi cái gì? Đánh bài. Hả, cái gì? Đánh bài. Đánh bài hả? Ừ. Chờ một chút đi, má ơi má. Xà đi nha, tôi qua liền tướng sắt nha, cá tướng vàng nha. Nhớ uống thuốc rồi qua nha bà nội. Hỏi ông nội rồi nha, hỏi bệnh rồi. Má, nãy giờ má làm gì rỗng vậy? Má nấu cơm. Thánh thần ơi, trời ơi, đi nấu cơm gánh hát mấy chục năm không đã, sao mà về đây ở nấu cơm hoài vậy? Con nói má nghe vụ này nè, để trong bụng hôm nay á, dặn má rồi nha, gánh hát về rước là đừng có đi nữa nha. Đoàn người ta rã, người ta nằm một chỗ biết bao nhiêu lâu không chịu về. Tụi con mà không đi rước chắc má ở trển luôn quá à. Nè, dặn lần nữa, về đây ở với con lo hết. Ha, không có suy nghĩ gì hết. Đừng có làm việc hoài, con sốt ruột lắm. Cực khổ mấy chục năm rồi. Bây giờ má chỉ dọn dùm con mâm cơm, cái má quét dùm con cái nhà.
Rồi má ra sao giỏng chỗ mà con văng cho con nó ngủ đó. Má ngủ cho má ha. Mà vậy nè, ở ngay cái chỗ đó nó có thau đồ chuồng ba lớn vậy nè. Cái má dò má phơi lên con. Cái chiều tụi nhỏ nó đi học về cái má tắm cho tụi nó. Má cho nó ăn cơm chiều rồi má dọn dẹp nhà cửa. Nếu con về không kịp má cho nó ngủ rồi đi nghỉ đi, đừng làm gì hết nha. Đi chuyện đó giờ liền. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào. Nó sai nữa. Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Nhưng trái tim này giờ đây đang thấm yêu em. Chớ nghĩ ta say ta không biết gì. Người yêu con ơi, con mới về hả con? Ủa con vợ con đâu rồi má? À, nó mới chạy đâu đó. Trời đất ơi, chắc nghệ sĩ mà nói chuyện không có, nhưng không có chữ nhoi chứ. Đi đâu thì đi đâu, má nói cho con biết, con tìm chứ nói vậy biết đường đâu kim. Nó chạy qua nhà hàng xóm á con. Trời, xóm thì phải xóm nào? Xóm trên, xóm dưới, xóm trong hay xóm ngoài? Thì ít nhất cũng phải biết nhà anh nào, chị nào, cô nào biết đường kiếm đó trời. Bởi vì nói thấy không? Thấy không? Khi dễ quá mà nói chuyện chút xíu bỏ đi vô nhà rồi. Thiệt, nói chuyện với má mệt thiệt á. Con vợ tôi đang mất tiêu rồi kìa. Kiều ơi, Kiều ơi. Trời đất ơi, đi kìa. Giờ ta chẳng còn chi, tay không trắng tay lại về không. Về không, về không. Trời ơi, mới vừa tính kéo chết lại kêu không kêu về làm cái gì? Đổi thừa hả? Đổi thừa không? Cái này cái gì đây? Đó giờ không biết nón bảo hiểm. Tôi biết cái này cái nón bảo hiểm, nhưng ý tôi hỏi cái nón của ai? Của tôi. Trời đất Phật ơi, ông đi xe đạp mà không đổi nón bảo hiểm. Tôi hỏi bà, tại sao bà muốn bay qua vậy? Ông mắc cười quá à. Bây giờ tôi hỏi ông nghỉ hát về đây rồi nó buồn muốn chết, nhưng tôi ở không làm cái gì? Tôi đánh bài đang còn có đồng vô đồng ra. Chiếc mà muốn bảo chơi, tại sao có đánh bài mà mới chịu? Ông lãng quá à. Hồi xưa giờ ông có thấy tôi đánh bài không? Tôi không hề cầm tới lá bài. Bây giờ buồn quá à. Hồi trước tôi chỉ giải trí bằng một cái môn là rất là thầm lặng, rất là kín đáo và rất là trí tuệ. Ông cũng chửi tôi. Ủa môn gì vậy? Tôi đánh đề. Bà nhìn kỹ trong nhà coi, nó trống quờ trống quắt hết trơn rồi. Bà quýnh hoài đi. Bà quýnh ghét không còn gì hết. Má mới đem cái bàn thờ tổ vậy đó. Bà quýnh đi. Bà mai mốt bà cầm luôn phải không? Thôi đến đi. Nói tào lao không à. Nhậu hoài. Nhậu tại vì tôi buồn chứ bộ. Tại vì hát không được nghỉ hát chứ ai làm gì ông, bà ông buồn hả? Ông buồn rồi ông làm gì tôi? Không đưa tiền trợ nữa. Cái gì? Không đưa tiền trợ nữa. Không đưa tiền trợ? Ừ. Không đưa nhịn đói. Tôi không có tiền đâu đi chợ cho ông. Mày nhát gì đó? Nhát gì kệ tôi. Đưa đây. Đưa gì? Đưa cái quần. Tự nhiên lấy quần tôi làm gì? Để đưa đây. Làm gì? Để đưa không? Gì vậy? Để đưa đây. Không, ông làm gì? Trời ơi, bỏ người ta, bỏ hàng xóm, bỏ quỷ bàn, bỏ hội phụ nữ, trời ơi, đâu mà ông hồn lãng quá, ông đánh tôi hôn đầu chảy máu, trời ơi, trời ơi. Ông ơi, ông làm nhậu quá, ông đánh tôi máu. Đó, tôi đánh bà rồi bà la như vậy? Tôi phải la trước chứ la ông đánh rồi tôi la gì kịp. Bà nghĩ sao vậy? Tướng bà tôi đâu cần quánh. Hả? Bà nè, hả? Cái vụ mà nhét tiền này, hả? Bà nhét tiền vô trong người bà đi. Hả? Bởi cái con vi trùng virus á, nó ăn vô người bà, nó sẽ làm cho bà bị một căn bệnh. Bệnh gì? Ebola. Tiền là polymer ông nội. Bữa đây tôi bắt cho, tôi bệnh tôi chịu. Thôi mệt quá, không nói nhiều đó. Bà nói với má đó, đưa về đoàn hát đi. Bà ở đây mà tôi chịu đâu có nổi, lâu sao nổi. Khùng quá, nói gì tầm bậy tầm. Ơ má. Ê, nói má rồi. Má coi cơm chín vô dọn cơm ăn. Điều đi đi đi. Vô vô trong đó bụng quá. Đó bụng quá đi coi cơm. Điều chín vô dọn cơm ăn má. Vô vô má. Đi về. Đi về đi. Nó không nói. Ông nín chưa? Ông nói sùm má nghe làm sao hả? Ông nói tào lao một hồi làm cái bẹp là số 39 này in vô mặt ông rồi đừng nói sao tôi hổn nha. Trời ơi. Má ở đây hao tốn bao nhiêu mà nói kỳ cục vậy? Biết là không hao tốn nhiêu mà tôi lo không có nổi. Chứ tôi hỏi bà nè. Hồi đó hai chồng. Có ăn thì ăn. Không ăn nhịn. Giờ tôi nhiên dẫn mới về đi. Mỗi ngày đi chợ tốn 15.000. Trời ơi. Tào lao quá mà. Nó tầm bậy quá mà. Nín đi. Má nghe cái là chết đó. Đưa bà về đoàn hát đi. Lo không có nổi. Nói với bà là đi về đoàn hát đi.
Nói. Con mời má ăn cơm. Đưa má về má làm sư trưởng luôn. Còn tôi chủ nhà coi không ra gì hết. Dạ thưa cha, con mời cha ăn cơm. Kêu bà bằng má, kêu tôi bằng cha. Người ngoài ta nghe ta cấp đôi tưởng đâu là tôi bà. Xin lỗi ông nội, con mời ông nội vô ăn cơm. Ông nội vô ăn cơm, con đi ông nội, ông nội. Kêu nó kêu tôi ông nội, hình như nó dí tôi giống như ông già chồng của má nó vậy đó. Mình em mời mình vô ăn cơm. Mình vô anh lẹ giùm em đi để nha anh tàn khối lạnh. Mình nghe nó ngọt không? Nó đã là lỗ tai vậy. Má ăn đồ ăn đi má. Ngày nào má cũng ăn cơm không á sao chịu nổi. Cha ăn miếng canh vô nè má. Ủa chị... biết xưa ăn giống gì mà lấy bả rồi chứ. Lấy về càng ngày càng xấu chút. Xấu chút, xấu chút. Giờ ghiếc lên mâm cơm nhìn mặt hết muốn ăn thịt chuột. Vậy mới cứ như mặt của ông. Cứ ăn nhậu của ông đó. Bây giờ ông nhìn coi ông còn ra dáng nghệ sĩ không. Ông giờ mà ông coi kìa. Hả? Nên nói chuyện không có chỉ trỏ. Chỉ trỏ ra lần sau ông làm gì vậy? Phải nói chuyện lịch sự đàng hoàng. Lịch sự gì? Hả? Ông đi ăn nhậu tối ngày. Ông về ông kiếm chuyện vừa phải thôi nha. Từ ngày mà về đây đến bây giờ không có tiền là càng ra gây lộn. Nên ăn cơm không chặt tự. Bước bội. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, kèo ơi là kèo. Cái gì? Cơm gì đâu mà không sống, không chín sao ăn? Trời ơi, ăn giùm cái đi má nó. Nói gì? Má nấu thì nói má nấu. Trời ơi, thì... Thì gì? Tại sao bà không nấu? Trời ơi, thì tôi mắc... Điện bài phải không? Ông ăn nhậu được, thì tôi đánh bài được, mắc nói gì? Hả? Nên nói chuyện là đàng hoàng, không có chỉ trỏ bực bội nghe, đàng hoàng lịch sự. Ăn cơm đi. Thì thường ngày má nấu ông cũng ăn được, vậy ăn đỡ đi sao vậy? Nhưng mà tôi không được. Ăn không được thì thôi. Thôi thì thôi. Thấy nhịn làm tới. Dạ. Không ăn cơm nữa. Giờ ra ngoài đường. Cơm má đủ mấy nhậu, nhậu tiếp. trời ơi, chết đi. Đi chết đi. Bảo hiểm muôn năm. Má kệ ông đi má. Làm ăn ông được cái ông nhậu ghế ông vậy chứ ông không có nghĩ cái gì hết á. Má đừng có buồn má. Con nói thiệt với má, con mấy đứa nhỏ rồi chứ không có tụi nó còn tự giận con chết cho rồi. Con sống không có nổi với cái cảnh này đâu. Cơm đổ dơ hết rồi má đừng có ăn nữa. Ăn không có được đâu. Má ra làm sao con còn mắm gì không, má ăn đỡ đi. Con đi ra ngoài ngõ con kiếm tô hủ tiếu gì con ăn đỡ cũng được. Ông Hùng ơi, ông ác quá đi ông Hùng ơi. Kiều ơi, chắc má phải đi thôi con ơi. Con lại tội nghiệp thành ông đi theo. Má đi đây con ơi. Con biết lỗi của con rồi má. Ông Hùng á má, nãy ông nhậu xỉn quá, ông đi ra ngoài đường ông té xuống ao cá vồ. Bây giờ ông tỉnh rượu rồi, con chửi ông quá trời luôn. Con nói ông hỗn hào với má, ông nói với con là ông không biết ông nói cái gì luôn á má.
Trời đất ơi, má ông tả trời ơi, ông báo vô quần luôn kìa má. Má hai, ông bầu. Ủa, à, sao đòn rã rồi mà ông còn xuống đây làm chi vậy ông bầu? Chuyện đó từ từ tính đi má. Bây giờ nè, tôi nghe nói ở đây á là ông Hùng với bà Kiều, bà đánh bài ông ăn nhậu dữ lắm phải không? Bữa nay á là đòn con cũng sắp lên đèn rồi, nên hôm nay á con xuống đầu tiên là con xin thỉnh bàn thờ tổ về với đòn. Dạ. Sau đó thì con mời má hai về với đòn con, rồi má hai phụ con nấu cơm cho anh em nghệ sĩ. Dạ nhưng còn ông Hùng với bà Kiều á, ở đây có tôi nè, có má hai nè, nói cái lời nào nghe cho nó được chút coi. Quỳ xuống con xin lỗi má, má bỏ qua cho con lại má. Từ đây tu tỉnh làm ăn để làm nghề là quý rồi. Dạ. Má không có chấp đâu con. Ông bầu ơi, nói như vậy là đoàn hát mình sắp diễn lại ha ông bầu? Đúng rồi, hôm nay con xuống mời gia đình về đoàn hát với con. Vậy là con đi chung đoàn với má rồi. Ủa vậy con đừng nghe ông bầu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn ông bầu. Cảm ơn ông bầu nhiều lắm. Ông bầu ngày xưa ngày xưa, tại vương quốc Ai Cập quyền bí hơn 3.000 năm trước, đã xảy ra một vụ án hết sức kỳ lạ. Tương truyền rằng có một vị pharaoh lên ngôi đã lâu, nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay tể tướng Imhotep. Hắn ta đã giam lỏng đức vua trong hoàng cung là mù mình để dễ dàng tác quái tác quái. Và điều kỳ lạ là chỉ sau một đêm nọ, đức vua đã lấy lại toàn bộ quyền lực và trừng trị tên gian thần một cách thích đáng. Điều gì đã xảy ra và họ đã làm điều đó như thế nào? Lòng ta đang rối rắm mà các ngươi có muốn rề rề rời rạc làm ta rầu rĩ, ta thấy mình bị rẻ rúng. Anh ta làm gì vậy? Rung rẩy vô hết minh họa thô thiển. Trời ơi, ta là vua mà tại sao quyền lực nằm hết trong tay tể tướng Imhotep? Ta có phải là bù nhìn đâu mà suốt ngày cứ xem các ngươi múa hát quay cuồng vậy. Đường đường ta là một pha ra ông. Nè, bớt tung qua lại giùm đi. Ta không phải là pha ra bà. Trời ơi, ta căm ghét tên Imhotep quá. Tại sao lại giam lỏng ta như thế này? Đúng, hắn ta thật là to gan. Khi quân phạm thượng, chuyên quyền độc đoán, thật là quá đáng. Quá đáng, quá đáng, quá đáng. Chửi hay lắm, chửi hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hợp lực tiêu diệt Imhotep. Dạ. Thôi bỏ đi. Trời ơi, sao các người hèn quá vậy? Bây giờ muốn ta hoàng hồn. Thôi, lùi hết đi, cho ta ra. Hả? À không, ra hết đi, cho ta lui. Hả? Ai ra thì ra, ai lui thì lui. Hả? Đi giùm tôi cái đi. À dạ. Ơi. Chỉ vừa mới đây thôi, không khí còn rần rần rộ rộ, đông vui như ngày hội. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình ta, một ông hoàng sân khấu chuyên làm trì tiết tấu. Ta biết làm sao ta hài hước bây giờ. Thôi, đi vô đi cho nó lành. Xinh xinh ngát xanh, giấc tung tăng trên lá xanh. Một em trong giấc tươi xinh, đùa vui bên khó hoa, gió lè lè cánh bướm xa, lòng em mê si thư thà bước. Ta có tuyển tử hả mà mở nhạc Hoàng Châu Công Chúa vậy? Ngày hôm nay ta đã vô được hoàng cung này rồi, chắc chắn sau khi ra đây ta sẽ đổi đời. Vậy bây giờ không còn chần chờ nữa, ta sẽ đi kiếm những báu vật trong hoàng cung này. Một cái rương, chắc chắn trong cái rương này sẽ rất là nhiều vàng bạc và châu báu. Cuốc hà. Buồn buồn đãi cát tìm vàng, đãi nhầm cục ấy buồn ơi là buồn. Thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Đây chắc chắn là cái nón bằng vàng. Ôi, đẹp quá.
Cái nón thật là dễ thương và đáng yêu. Ở bên ngoài mà có cái nón vàng này, chắc chắn bên trong sẽ còn nhiều thứ quý giá hơn nữa. Bạn nón ơi, bây giờ bạn ở đây nha, để mình vô trỏng, mình lấy nhiều món đồ ra nữa, rồi chúng ta cùng về nha bạn nón. Vô mánh rồi. À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi này. À ha ha, đẹp xinh. À ha ha, ô hô, trái ngô. Trời ơi, em ở đây mà anh tìm em nãy giờ. Ủa, cái rương này ai để đây? Trời ơi, sao đồ đạc tới lung tung vậy nè? Không được rồi, à, ta biết rồi. Các em mới nóng nực quá nên ở đây hóng mát trước khi đi ngủ phải không? Được rồi, theo anh để lại vị trí cũ nha. À, trời ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau chúc bầu tâm sự nha. Ta làm được cái xa rê thật là đẹp rồi. Bây giờ cái xa rê này mà đội chung cái nón này bá cháy bù chét luôn. Ủa, cái nón của ta đâu rồi? Mọi người có cái nón của em đâu không? Không thấy. Bên đây có ai thấy nón của em không? Thôi thổi nói này lộ kịch hết. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái áo của ta chưa kịp chúc bầu tâm sự mà cái áo đã mất tiêu rồi. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta. Ê bạn ơi, bạn có thấy cái nón của mình đâu không? Không, bạn ơi, bạn có thấy cái áo của mình đâu không? Thấy chết liền đó. Tìm đi. Ê, không quen. Ê, không quen luôn. Đứng lại. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Câu đó ta hỏi người mới đúng đó. Ngươi là ai? Nhìn ta như vậy, chắc ngươi cũng đủ biết. Ta chính là ăn trộm. Ăn trộm đúng không? Ta là ăn trộm. Ta thật không ngờ ngày hôm nay ta vô ta ăn trộm mà gặp hả đồng bọn của ta. Thôi được rồi, bây giờ nước mắm không phạm nước mía. Cái gì vậy? Gì câu gì quên rồi? Nước sông nước giếng. Đúng rồi, nước sông không phạm nước giếng. Ừ. Bây giờ ngươi ở bên phần giếng của ngươi ăn trộm. Ừ. Còn ta bên phần sông của ta ăn trộm. Đi. Đứng lại. Gì nữa? Tại sao ngươi lại dám lấy vàng bạc trong này? Muốn thoát khỏi nơi này thì phải bước qua xác của ta trước đã. Được. Ngươi muốn thách đấu với ta đúng không? Phải. Được. Ta... kia. Hãy rút kiếm ra để cùng ta phân tài cao hạ. Nếu người chịu đấu cùng ta thì ta sẽ đấu cùng người. Để ta suy nghĩ lại. Nếu người muốn đấu cùng ta thì ta sẽ cùng người phân tài cao hạ. Còn chân chơi gì mà không rút kiếm ra để vào đấu cùng ta. Đồng ý. Ha, ta đã rút kiếm ra rồi, sao người chưa chịu rút ra? Ta cũng rút ra rồi mà nó không chịu ra. Ta sẽ giúp một tay để gọi là tương trợ. Ta cầm kiếm giùm ngươi, ngươi rút kiếm giùm ta. Được rồi, rút nè. Ngày hôm nay ta với ngươi sẽ chiến đấu. Một con một mất. Được. Trên sóng truyền hình, bớt bớt bạo lực. Hey. Yeah. 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 Me. Me. Chặt thịt bò, nghe điện thoại. Alo. Không có gì. Cúp máy. Thì tắn cái bút. Mày tắn tao, tao tắn mày. Đau quá, tao tắn lại. Tao tắn luôn. Nghỉ chơi. Bo bo xì. Nghỉ thi. Nếu nghỉ thi, đền 2 tỷ. Ê con quỷ, chơi lại đi. Bạn ơi. Thằng ai nấy lo. Chết à! Trời ơi! Chẳng như gió muôn cầu đất vừa. Trời ơi! Không thể tin vào mắt mình được. Tôi nghe nè. Dạ dạ. Chuyện này là bí mật nghe chưa? Dạ. Không được bật mí cho ai nghe không? Dạ. Thần xin hứa, thần không kể ai nghe đâu. Mọi người ơi, tỏ bằng cũng biết hết luôn rồi. Được vua. Hey! Chuyện gì? Nô tì có lỗi. Thôi đủ rồi. Chưa tắn đã. Để ta. Trời ơi, đức vua ngài rảnh không? Rảnh. Tắn lại cái đi. Ừ. Đẹp rồi nè. Đức vua. Ừ. Không biết, không có lỗi. Dạ. Ta miễn lễ. Cái tội của ngươi á, mà ở đây là bị xử luật chết. Vậy hả đức vua? Nhưng mà ngay lúc này, trong hoàn cảnh này, ở vào địa vị của ta,
Là vui lắm. Dạ, gì kỳ vậy? Ừ. Ăn trộm vô nhà mình vui kỳ vậy? Giờ mới buồn nè. Đức vua ơi, ngày sao vậy? Ngươi nhìn đi, chiếc ngai vàng này nè, nó là niềm mơ ước của tất cả bao người, cho nên là không ngoại lệ. Với tên tể tướng Imhotep từ ngày ta đăng quang, à không, đăng cơ mới đúng. Tên Imhotep ngày càng căm ghét và thù hận ta, hắn âm mưu tạo phản và cướp hết mọi quyền hành. Trời ơi, ta giờ đây khác nào là một tên nô lệ. Ngươi nhìn đi, ngươi như vậy nào mà hạnh phúc hơn ta? Bởi vì ngươi có sự tự do đó. Đức vua ơi, tại sao ngài không bỏ trốn đi? Không thể được, vì Imhotep đã chế tạo ra một loại thuốc vô cùng kỳ lạ, có tên là ngũ dị hương. Nếu ai mà lỡ ngửi vào, thần kinh sẽ bị tê liệt, không làm chủ được bản thân. Và ta bị lậm thuốc rồi, có trốn ra ta cũng tự mò về thôi. Ngũ dị hương, ừ, có phải là loại này không? Lạ lắm nha, hình như trong ngũ dị hương có chất dưỡng da trọng á, da sạch căng mà không bị khô, thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn, nhìn đi. Ông xã của em nói á, để dành ngũ dị hương cho em tắm, nói vậy thôi chứ biết đâu mai mốt ông cũng tắm nữa. Hết quảng cáo. Tên ăn trộm, có phải loại này không? Tại sao ngươi có? Để đức vua quên là thần là ăn trộm, chuyện gì thần không làm được chứ? Thôi, tao không tin đâu, đồ giả. Em say mê đi quá. Chàng ơi, baby, đến đây, baby, đến đây nào, baby, baby. Đại tướng Imhotep cầu kiến. Không kịp rồi. Imhotep. Đức vua. Đất vua, tại sao mày lì quá vậy? Nói bao nhiêu lần rồi ngài cũng không nghe ta là sao? Hả? Nè, ngài là con người chứ phải con trâu đâu mà lì quá vậy hả? Tại sao dám giao du với kẻ xấu? Cái tên ở đâu? Cái tên đó đâu? Ta đây. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là không. Hết thuốc thấm rồi. Ta đây. Nè, cái tên kia, tại sao ngươi dám cả gan đột nhập vào hoàng cung? À, thì ra ngươi là tể tướng Imhotep đúng không? Phải. Một tên chuyên cầm quyền ăn hiếp mọi người đúng không? Được, à, ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt nhà ngươi. Tên này bố láo thật, quân mày đâu? Chém không? Nếu phải chém, người đáng chém nhất chính là ngươi. Đức vua, ngươi quá lắm rồi, tên kia, ngươi phải chết. Đức vua ơi, hắn tỉnh lại rồi. Trời ơi, tôi dám lấy thuốc của ta hả? Trả đây. Cái gì vậy mà đi, chậm dữ vậy con? Chai gì đâu mà yếu xìu rồi thằng ơi. Nói thiệt qua nhà ba có rước con không? Trời ơi, nói chuyện kỳ mày. Không rước mày đứng trước công trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, à, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Ba đừng rước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Tao chăn con, ba giống cái chăn dịch kìa. Chứ sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Đang chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Nói thiệt ba nghe. Đây đây coi. Hôm nay á, vui mình kể ba nghe, tao về tao nghe. Hôm nay á, con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có đi đâu vui? Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là à, giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì à, à mà dắt tay đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con á, mới gửi á, cho công an xã 100 triệu á. Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nha con. Nói thiệt mà ba, 100 triệu đâu có, gửi cho công an xã tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Ờ. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á là người ta đánh rơi, con mới đem cho công an.
con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm việc tốt không? Con đi học về thấy bình xốp màu đen con mở ra con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Không đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Ừ. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè. Cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó đó, xung quanh nó có ai không? Con không thấy ai á. Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Ôi trời. Ba bị nghĩ ba. Mày thiệt. Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày 100 ngàn mày cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mà không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học, giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau mày nhặt được của rơi là mày phải biết cái gì với ba đó mới chưa? Sao mày đánh con? Muốn đánh mày cho mày chừa cái tật. Mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà mày trả treo với ba cái gì? Cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả? Mày cãi đúng hả mày? Hả mày? Kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật. Để mày để cho mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua vậy bé ba thằng. Mày quýnh tụi thằng. Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dán. Mày qua nhà ông ba thằng đi. Mày coi mày chạy thoát tao không cái mày thằng quỷ. Trời, tôi đứng nãy giờ tôi đâu có chạy đâu. Bà, ông chạy, ông đó không chạy. Dạ, quá, ông đứng lại nha. Ông đứng đi coi. Ai vậy? Tôi nè. Tư Xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi, mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Chạy tôi, bây giờ nhức quá. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào, ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một, trả lời liền. Nói đi. Còn tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao ông đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Cái gì? Nè. Nóng nha. Nóng nha. Tôi hỏi ông nha. Ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha. Máu chảy thành sông chỗ này luôn. Trời gì ghê vậy? Cho ông cơ hội cuối cùng. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao, tào lao, tào lao. Chắc ông này trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ ra hỏi tôi, nó trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường, tôi không có về nhà đâu, tôi biết nó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì con ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở dạo vòng vòng với tôi đúng không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông vì cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe trời, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không bắt tôi chỉ nghe tôi làm vậy mà nghe đồ ha. Giờ tôi không nói nhiều nữa, bây giờ ông không đưa con của ông đừng có trách tôi nghe chưa. Ông không làm cái gì sợ gì cha nội này. Trời ơi, anh ba. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba có sao không ba? Má má, con phải bà má má. Không anh ba ơi, anh tại sao anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị sàm sỡ thế ra nông nổi này vậy. Anh ba ơi, trời ơi. Ba. Ông khóc cái gì? Ừ, em bắt cỏ rồi. Trời ơi.
Tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại xàm xơ? Mình đi. Tại sao lại đánh người ta ra nông nỗi này? Thôi, nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói với. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được. Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn biết. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo không chết luôn à. Anh ba ơi, nó giết mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà mớt làm tôi thấy. Má ở đâu? Mau nè. Vậy xong hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chị ông có máu là do ông ăn ở sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi đánh đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì. Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chạy mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ê, bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thừa ngược đâu á. Thừa ngược tôi cái gì? Ông bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em á là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá, cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả? Bắt cóc con nít. Trời ơi, bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tour trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi và qua bà nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ em hiểu rồi. Hả? Mau. Ê, cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao? Con tôi đâu? Bây giờ con ông đi kiếm đi. Ông mà để mất con ông ráng chịu nha, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ trời? Biết đâu có lợi như là mấy cái nhà hàng xóm rồi bà bãi rồi đó, lợi nhà tôi kiếm đi. À, ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi hết nổi rồi, dán cái xe quên cái cầu đi hết nổi. Trời ơi trời, mệt ông quá luôn á. Lên tôi chở cho nó đi kiếm nhỏ. Trời ơi con nít rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi, sao đi hết trơn hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa. Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì bãi nói với ba con cho nha. Đi về bển đi rồi có gì dì bãi nói cho. Con không dám về đâu. Con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra bụi chuối ngồi được không? Con kiếm sáng chơi đi. Không chịu hả? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp vào trong đó đi. Để rồi dì bãi ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó dì bãi kêu con ra. Con chịu không? Đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Nhưng ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé rồi, nó còn đây nha. Chết cha. Vô lẹ lên. Vô lẹ lên. Càng ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơ thất đức lắm. Con ông nữa không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng đó, nó quá vậy đó. Cô đâu rồi? Cô đi đâu rồi Lý? Làm gì vậy? Ủa xuống nào không cho hai hả? Xuống nào không cho hai hả? Từ lúc đầu
là xuống rồi đó. Sao ông ngồi đây rõ ràng ốm tôi mà chạy mà. Cái yên đâu? Xe ông ngồi tôi cái yên ông đâu, tôi là ông xuống đâu lấy cái yên luôn. Lấy mà nổ tôi đó. Cái yên dính đâu mà lấy? Tàu lao. Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa sao ông ngồi? Tôi quên. Tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là y xe không có yên, vừa mới nhóm lần cái bỏ ông chạy luôn. Ủa sao nãy giờ tôi chạy rồi mình tôi hả? Ừ. Vậy tôi nói chuyện 40 số mình tôi luôn hả? Trời ơi. Sao chở thấy nặng quá hả? Nặng hả? Đây giờ tôi ngồi tôi đè xuống. Vậy leo lên tôi chở rồi đi đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa. À quên nữa. Trời ơi giết người mà không ở tù tôi giết ông rồi đó. Ông có hâm dọa tôi hoài à. Thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này trả xe đó nghe. Tàu lao. Có bằng chứng trả xe nghe. Biết ai quá. Rồi vô hỏi thăm người ta đi. Trời ơi con. Vô hỏi con. Đi. Bảy ơi. Bảy ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai ạ? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè bảy. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp phải? Không có. Thì hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá. Nghi gì? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó nên vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Bậy không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện chị quỳ gì á. Đó đó. Mày không có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Dạ hoàng. Hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Dạ rồi. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tàu lao không? Rồi rồi rồi. Rồi. Chị bậy. Hả? Rồi hỏi gì một câu nè. Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô chiêu. Quýnh vô mặt nó tao, quýnh vô quýnh vô quýnh tao. Dạ quýnh không? Dạ quýnh không? Ngu nè. Ngu phải ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ơi. Ông hỏi người ta thì ông hỏi có con nhỏ qua đây chơi không? Tự nhiên hỏi con số đâu? Ai trả lời cho ông? Quên, tôi tưởng đâu ông không, tôi tính ăn hiếp. Hiếp tôi luôn. Gì bậy? Gì? Tôi hỏi chuyện cầu. Con tôi đâu? Tao không biết. Ngu quá. Ngu. Mày ngu, mày ngu chứ ai ngu. Mày là tào lao. Thảo. Nó hỏi rồi, bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi, thì tao không biết, tao nói tao không biết chứ sao? Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày sợ không à? Tao hỏi thiệt mà con tôi đâu chị bảy? Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hay, mười lớn mà. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được. Mày làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. Là sao? Làm sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp mà bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ các mày. Nó tên ba xạo mà. Sao xạo á? Xạo mày. Quay kia đi. Đó. Mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Mày hứa là mày... không ăn thịt nó. Mày ăn thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Mày có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Tin á, tin được rồi. Để cái mỏ vô mày. Đứng im vậy nha. Tàu lao không mà. Ủa sao chưa nói ra đi rồi. Được rồi, từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Có sao, có gì bãi không có sao hết á. Đứng đây đi. Bảy. Đừng. Hai thằng nào vậy? Tôi tính quýnh con ra mũi mày nhào vô làm chi? Đánh nó cái gì? Nãy hứa đi mà bãi rồi. Tao kêu nó ra đây. Thấy nó có chịu ra không? Con cái đó kìa. Nó sợ. Tao không cho nó ra. Được không? Ôi trời ơi, tự nhiên giờ con tôi rồi bà làm má nó luôn hả? Gì vậy? Cái gì? Bây giờ tôi kêu là... Trời ơi, mày nói tao làm má nó, tao chết liền rồi mày ơi. Gì vậy?
tội nghiệp tao, tao già cả rồi, để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Đâu, bà làm má nó không có phiên bà chết tao, hai anh em tôi chết trước nè. Ờ, tao hỏi mày cho mày nói, mày vừa nói tức thì đó nè. Mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ rồi muốn ăn thịt cho vậy đó. Ờ. Mày ăn được không nè mày đây, ra cho nó ăn đi. Ra. Ra đi. Ra cho nó ăn. Ra ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Nữa tụi tụi hoài vậy. Tin không? Nước liền. Tôi tức quá mà. Ê, nước nhà người ta sao mà uống hoài mày? Uống ai mời mày? Nãy tôi không biết là tôi có. Để vô. Mặt mày không muốn cho uống nước, còn muốn cho uống nữa. Uống có được đâu. Cái môi nó chè quá, nó đổ dính cái môi rớt dưới đó hết trơn à. Ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng nó bị lủng vậy. Ê, trời. Giờ tao nói mày nghe nè. Mày đó làm cái chuyện tặc mà mày không có nhận cái tặc của mày. Tặc cái chỗ nào? Chỗ nào tưởng mày luôn tâm mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thì ra ha. Thì ra mà giặt áo cho người xem lưng ha. À. Ha. Sao giặt áo cho người xem lưng là sao đâu mà cắt nghĩa. Cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng đó. Rồi. Thấy không? Mày vậy sao xanh như vậy nó làm sai hay đúng? Nó làm vậy là nó làm sai. Làm tại sao sai, sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Ra đây, cái gì mày? Tao đang nói chuyện với cô tao thì mày chọt chọt như hoài vậy. Được, tao nói chuyện điện thoại mà. Đi, bà mày đứng. Lát lát là chuyện mày sai. Ồ, không yên cái đó nữa trời. Ê, mày tử tế cho ở đây không cho tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa, cái gì đâu chứ nhắc cho tôi. Cái tao đi chuyện, chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Được, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chị gì bây giờ, kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi, không sợ thằng nào hết á. Ủa, quên không sợ ai hết á. Chị gia đình sao kể coi. Sao, cái chuyện con mày, sao? Chị gia đình gì? Dạ, hồi sáng đi học về. Con lượm được bóp tiền 100 triệu. Nó lượm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không? Mày tức không? Ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhậu cỡ nào? Vậy? Nhậu cả đời chứ hết 100 triệu nữa. Trời, nghĩ sao mày làm cái chuyện đó? Ê, tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá chứ tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Đúng rồi. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi nếu mày bây giờ mày mất. Ở nhà mày có 10 triệu thôi. Ừ. Mà mày mất 10 triệu đó là mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy? Bây giờ mày coi nó lượm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Ừ. Nó đem nó giao công an rồi công an sẽ tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào với mày? Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù hù thôi không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ trên đời này còn người tốt nữa. À. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó. Mày hứa với tao rồi. Bây giờ tôi không quánh nó luôn. Mày đi về, mày đi về với tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi. Ê, ba. Về mày. Kêu ai, kêu ai. Qua đây, qua đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu, tao có nói gì đâu. Tao còn nói, tao không nói gì đâu mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nha mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Chiếc xe mày mày hỏi tao sao tao biết được? Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi như mày. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Rồi đó. Bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe tao đâu? Xe mất hả? Xe tao đâu? Ai biết? Tao nói mày dựng mày hỏi tao gì? Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì? Đó, thấy không? Vai trả liền liền mày thấy chưa? Tiền của người ta mất á, mày muốn mày biểu ra đem này cho mày. À. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó mày coi đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? À. Mày đưa ba 100 triệu đi, mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Đó, bà nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. À, dì Bảy. Ừ. Mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng tham nó bị mất.
thì phải đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi, mình đừng có tham lam. Mình nhận được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình, người ta sẽ đi lấy cái của mình mất đó. Mệt quá, mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao theo mày riết tao bệnh. Chúng nói mà nha, chồng anh nói mà nha. Tao hết thời rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đứng đây đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi trời ơi, cái nhỏ này ghê á. Đã mất tiền, mất bạc rồi là cứ dẻo dẻo hoài à. Bây giờ sao, bây giờ giúp tôi coi, kiếm cái xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh á. Ừ. Em biết. Trời ơi, lẹ đi bà nội. Em giàu trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em giàu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ đến cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xem trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như cái này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Bây giờ con, ba biết rồi. Thì được rồi, tao từ đi. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá, cho được nhỏ này được. Ủa, xe em đâu? Mất rồi. Em đi đâu vậy? Như tôi đã nói, tôi phải rời xa căn nhà này. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh đã sắp xếp gia đình mình tuần sau đi du lịch, rồi tháng tới du lịch nữa. Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được chưa? Nhưng mà em phải thông cảm giùm anh. Tại vì anh đang thất nghiệp. Anh hứa là anh sẽ cố gắng tìm việc làm. Anh lo cho em, lo gia đình. Tôi đã thông cảm anh rất nhiều lần rồi. Khi anh lấy tôi á, anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có khi nào anh thực hiện được không? Tôi không hợp với cái cuộc sống này đâu. Nhưng mà em, anh, tôi quyết định rồi. Con anh nuôi, khi nào tôi có tiền á, tôi sẽ dẫn nó đi. Vậy đi. Em. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? À, mẹ đi làm. Mẹ đi làm xa lắm. Mẹ không có nói dối đâu, con phải ngoan. Ừ. Mẹ đi rồi thì ai lo cho con, ai giữ chuyện cho con nghe, ai đưa con đi học. Thì ba con. Không, ba... không chịu đâu, con muốn mình ba, con muốn mình mẹ. Con ơi, con phải ngoan. Ba của con á sẽ thay mẹ làm tất cả những chuyện đó. Con hiểu không? Con ngoan đi. Thôi con không chịu đâu. Con à, con để mẹ đi đi, rồi mẹ sẽ về mà. Nghe lời ba. Mẹ, mẹ, ba ơi, mẹ bỏ con rồi ba ơi. Không có đâu, mẹ đi chơi rồi mẹ về mà. Ba hứa, ba sẽ đưa mẹ về nha. Ngoan nha, ngủ đi. Rồi ba sẽ tìm mẹ đưa về cho con nha. Từng là tất cả, từng là một phần của nhau. Thế sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về.
người thì có chăm, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác, hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta, tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Chẳng thể giữ bước chân em quay lại, người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác, hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta, tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Người làm sao hiểu một người tốt thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Lê Khánh thấy đó, những cám dỗ của đồng tiền đã khiến cho người vợ sa ngã. Dạ đúng rồi, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thử thách, chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách anh ha. Nhưng quan trọng là cuối cùng người chồng đã tha thứ và chấp nhận người vợ trở về để gia đình được hạnh phúc. Và hãy trân trọng những người yêu thương xung quanh ta, đó chính là thông điệp mà bài hát gửi đến tất cả quý vị. Anh Đình Toàn ơi, qua bài hát này thì Khánh nhớ đến một câu chuyện rất là hay, Khánh muốn kể cho anh cũng như là khán giả của chương trình nghe đó. Chính xác, nếu là câu chuyện hay thì phải chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chắc chắn phải chia sẻ thôi. Vâng, đó là một vở hài kịch rất dí dỏm và vui tươi, vở mang tên Đoạt Long Cướp Phụng của tác giả Võ Lê Văn Tùng, với phần thể hiện của các danh hài chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái. Con ơi, con về đây với mẹ con ơi. Con ơi, con ở đâu? Con về đây với mẹ
một biển mà không thấy con ơi, ngày nào mẹ con mình cùng chung với nhau mà bây giờ con bỏ mẹ con đi à con ơi. Trời ơi, cái biên chế này dán khắp cùng sớm, khắp cùng làng mà sao không có ai, không có ai biết tin tức, không có ai đòi tiền, không có ai đòi tiền gì hết trơn, trời làm sao. Trời ơi, có tiếng khóc. Tiếng khóc ở đâu hả? Trời ơi, con của tôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Người ta nỡ đào cắt đứt tình mẫu tử mẹ con tôi, mẫu tử thâm tình rồi đây phải gì? Nát! Trời ơi, hơi hán gì cái ghê quá hát hoài à. Mà như tôi nhớ hồi xưa hơi hay lắm mà sao hồi nay cái hơi hán gì kỳ vậy? Nhớ con. Nhớ con. Trời ơi, có gì đâu mà nhớ. Nhớ hả? Nó đi qua nhà bạn trai chút rồi nó về chứ có gì đâu mà. Đúng rồi. Có quà bánh nhắn chưa? Tôi qua nhà bạn trai nó rồi. Rồi sao? Tôi hỏi bạn trai nó thì bạn trai nó tôi không thích chơi với con gái. Như vậy? Tôi thích chơi con trai thành ra con tôi nó giận nó bỏ nó đi. Chết cha, con mà gặp BD hả? Không biết. Rồi nó coi bà dán cái gì đó. Đưa coi. Đây. Hả? Mèo. Con ơi. Mèo. Con gì chứ mẹ hả con? Không. Cháu đừng có nỗi đau khổ của người ta hả? Tự nhiên là vô duyên quá. Làm gì quá mà ông ở không, ông rảnh đúng quá vậy? Đúng là vô duyên thiệt mà. Tự nhiên người ta đang mất con, chọc người ta meo 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 quá vậy? Ông này ông vô duyên lắm. Tôi rảnh đâu vô duyên. Tôi là chủ của một cơ sở đang đặng ăn uống đàng hoàng chứ bộ. Thấy bả mất con tội nghiệp bả định qua đây rồi chém gió chứ cho vui thôi. Ủa mà muốn ai muốn chém gió như tôi chém được sao? Người ta nói á, chém gió là một nghệ thuật mà người chém gió là một nghệ nhân. Chém gió phải biết lúc nào cần, đừng vì hăng chém mà răng không còn. Trời ơi. Chém gió có bữa bị tham chém gió, bữa chém bị chém có bữa bị đoàn trúng gió. Có bữa bị đoàn người ta thấy mà máu miệng trào ra. Phi à em. Dạ. Phi em. Dạ. Em đau khổ quá, em mất khôn rồi. Tại sao em đăng một cái thông báo như thế này? Nè, tôi đọc cái thông báo của em nha. Dạ. Con đang ở đâu? Hãy quay về với mẹ. Đúng. Mẹ nhớ con lắm. Đúng. Nếu ai thấy Phụng ở đâu thì xin thông báo về bà Phi. Ngược lại, nếu ai thấy bà Phi ở đâu, con báo cho Phụng. Tạo hậu tạ. Mà con nhận nha. Mẹ thì tên Phi, con thì tên Phụng. Phi Phụng tên dễ thương quá. Ê mà chưa ấn tượng nha. Sao? Mẹ tên Phi, đặt con tên ngựa, Phi ngựa mới ấn tượng. Vô duyên quá. Cái này là vô duyên vậy, tôi quánh ngay trong miệng ông bây giờ. Chứ mày đặt Phi Phụng, Phi Phụng ta đưa bà Phi Phụng hại lỡ bà đó. Ai? Không phải hả? Nói chuyện gì? Tại vì tôi là Phi, con tôi là Phụng. Ừ. Như hai tâm hồn chết cha hát gặp kèo nhau mà con tôi nó đi xa rồi. Thôi tôi lại bà. Trời sao nó giờ bà cứ ca hoài vậy trời. Đi xa mà nó kìa mèo 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 mèo. Mèo mèo mặt như mèo xấu xấu lắm không được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi đi tìm con mèo mà người tưởng ta... đâu tìm con người không. Người ta chế giễu trong cái sự cái tình cảm của mẹ con tôi. Người ta coi thường mẹ con tôi. Con ơi, con về đây để người ta đừng chế giễu mẹ nữa con. Chế giễu gì? Bây giờ gì? À, một con mèo tên Phụng thì được. Tự nhiên Phụng Phụng tao tưởng con gái bà thiệt. Đúng rồi. Bởi vậy tôi nói thấy cái thông báo đó tự nhiên tôi chạy qua đây để tôi coi con nó như thế nào. Trời đất ơi. Con bà ơi bà đăng cái gì đâu không á. Thì đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết cha lên lên cưng. Đền gánh nè, đền gánh người ta. Giết ra. Ê, cái gì vậy trời? Điên. Em ơi. Điên mà bán ve chai hả? Em ơi, em đi bán ve chai hả em? Bây giờ em đừng có giao ve chai nữa. Mà bây giờ em giao dùng cái này nè. Bây giờ làm bao nhiêu tiền cũng được hết.
Đây nè, em làm ơn em giao giùm đi. Mất con tôi. Ai giùm ai? Em đừng có giao, à bán dây chai. Mà em nói là đây nè, em giao nè. Con đang ở đâu, hãy mau về đây với mẹ, nhớ con lắm. Mẹ con nó tên là Phụng. Trời nghe ơi. Bà mèo nữa, bà Phụng hoài mệt mỏi. Trời ơi. Bà Phụng nói tiếng người không được, nói tiếng mèo mèo. Thôi, người ta chế giễu con tôi kìa. Trời ơi, sao mà già rồi mà khoái chế giễu thế? Này nghe nè, con nói bà nghe. Tôi là làm việc nghĩa không à? Dạ. Hay bán ve chai nghèo hèn cho có tư cách lắm. Dạ. Giúp người không cần tiền nha. Dạ. Không cần tiền đâu, muốn cái gì nói tôi giúp cho. Dạ. Nha. Tôi nói cho chị nghe nè. Cái gì đó? Yên tâm cái đi. Cái cô này nè. Sao? Bữa hổm nó hang là cổ đi bán ve chai. Cái tự nhiên cái cổ xùi bọc bếp ra, cái cổ vũ e cái vậy nè. Chắc cô cậu gì nhập vô cổ rồi. Cho nên nó bây giờ đó ha, mình chị cậu hết đi. Coi cô cậu gì vô đó rồi người ta chỉ có con Phụng của chị nó ở đâu, biết không? Phật. Làm ơn cô hay cậu gì về giùm. Cô hay cậu về giùm. Ngồi trên đòn gánh. Hả? Ừ. Hay quá. Thấy không? Chỉ có cô cậu mới ngồi được vậy thôi chứ làm sao mà ngồi được. Được đó. Phù thủy còn ngồi trên cái chổi được mà. Thì người mặt của mày ngồi trên đòn gánh là bình thường. Khi nào gãy đòn gánh mới là người thường thôi. Làm ơn cô cậu. Làm ơn giùm cô đi mà cô. Ta là cậu. Cậu thấy chưa? Cậu chứ không phải là cô. Kêu xin cô đi. Một hồi. Ta thắng bây giờ. Dạ dạ thắng không, bây giờ. Cậu nè. Cậu ơi, xin cậu quá. Đi. Cậu lạnh quá. Cậu ơi, cậu làm ơn giúp cho con để đưa con Phụng về với con của con. Bây giờ con Phụng nó bị mất tích rồi cậu ơi. Con Phụng có phải là con mèo đúng không? Mèo. Không, con Phụng là con mèo. Ở dưới âm phủ người ta không có nói mèo, người ta nói tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân tức dậu hợi. Con mèo. Con mèo đúng con không? Mèo đúng, dạ đúng. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Sao sao mà khả đá khả đá. Mèo Phụng, có phải trước khi mất tích thắt cái nơ màu vàng và đeo cái kiều màu bạc đúng không? Quá đúng, trời ơi. Đúng là con của tôi rồi cậu ơi. Làm ơn chỉ giúp tìm được con tôi đi cậu. Rất dễ. Con của con nó ở đâu? Đi hướng đông. Đi hướng đông. Gặp con sông. Con sông. Đi hướng tây. Gặp cái cây. Đi hướng nam. Gặp cái am. Đi hướng bắc. Gặp cây tắc. Đào xuống đất hai tấc. Trong mây đen mưa giông âm u, người ta kéo về âm âm mang theo con mèo. Cậu ơi cậu. Hả? Cậu ơi cho tôi hỏi cái bài này nghe quen lắm, bài gì vậy cậu? Bài quen. Người về từ lòng đất. Rồi vậy chết ngắt rồi đó. Đó đúng rồi, nó đã chết rồi. Ủa sao vậy nè? Trời ơi, sao tự nhiên, trời ơi bán dây chai mà bị hạ thiêm lên, trời ơi. Thì ra thằng già này với con quỷ cái này, trời ơi. Trời ơi, ác đâu. Trời ơi, tôi bán dây chai mà. Nói dây chai, bà bình tĩnh, bà nội dây chai. Tôi đi. Hết người hãm, tôi hãm như bà dây chai vậy bà nội. Trời ơi, ông hạp lột đồ tôi ra làm chi? Sao? Trời ơi, không được rồi. Trời ơi, hạp người. Trời ơi, mình vậy nói con quỷ cái là được không à? Tôi vậy mà quỷ cái à, có được không vậy à? Trời đất ơi, Phật dễ sợ. Bà Dương ơi, bây giờ chị tính làm sao? Con của tôi nó đã về lòng đất rồi. Ai giết con tôi? Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên mấy bà là tự đi đi nghe mày. Một cái con khùng nó lên cơn rồi đi nghe theo lời nó. Nó nói nam bậy tầm bạ, không sợ nó bị gạt mình hết trời. Thôi ông nín đi, lừa gạt cái gì? Người ta có lấy tiền lấy bạc cô tiền của mình ra trước đâu mà nói người ta lường gạt. Người ta chỉ là ông cô bà cậu người ta lên rồi người ta chỉ giúp mình đi tới đó vậy thôi. Lường gạt lấy tiền của ông nào đó lường gạt. Đúng, bà Dung nói đúng, tôi đồng ý, tôi theo phe bà Dung á. Tại vì sao? Mình hãy thử một lần xem sao rồi sẽ biết ngay thôi mà. Mất mát tiền bạc gì đâu mà không thử. Ai giết con tôi? Mày nói tôi hả? Đừng nói dòm qua dòm lại. Gì? Tại vì tôi là thương xúc vật. Con Phụng của tôi qua đây mới đào những cái cây cối của ông. Thành ra ông sợ hư, ông giết con tôi. Đừng có nói bậy. Ông đặt cái camera
Camera gì? Cái camera. Bà đừng có nói là tôi không biết yêu súc vật nha. Vô nhà tôi, bà sẽ thấy súc vật đầy ở trong. Ông làm cái gì trong đó, nuôi cái gì? Rẹp, mũi, gián. Thật là trời ơi, trời ơi, cái gì mà cái ghê vậy? Biết. Vô nhà tôi đi, tôi không yêu súc vật rồi nào. Thôi bây giờ dám giết nó hết trơn. Bây giờ nó xanh xôi nảy nở, nó cắn tôi quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình đi tìm đi, đừng có nói nữa. Tìm. Đúng, mình đi tìm, mình phải thử mới biết được chứ. Đi. Đúng rồi, đi, đi. Mình đi, tìm, đi. Tìm để làm chi? Tìm để làm gì? Tìm để kiếm được con Phụng con tôi. Bà nói nó, cái bà kia nói nó bị chết rồi. Thì chết phải thấy xác chứ bộ. Chết người thì vẫn còn con người. Mà chết thì phải thấy xác. Đúng. Đúng rồi. Cái quan trọng bà muốn tìm coi thủ phạm giết con mèo bà là ai chứ gì. Đúng rồi. Nè, chị thấy tôi nói hay không? Tôi nói cậu Cẩn hả, cậu Linh dễ sợ luôn. Chỉ một phát là mình đi tới ngay chốc luôn, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Quá giỏi, còn gì nữa đâu. Bởi vậy chị phải đi tạ ơn người ta đi ngay. Chứ đừng có thấy vậy đâu quên luôn à. Cháu quên, tôi ngồi tôi chờ cậu Cẩn nè. Tôi ngồi tôi chờ mà. Chứ đâu phải tôi không chờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt. Sao? Bây giờ làm sao? Làm sao? Thì bữa hổm nó cậu Cẩn chỉ mình đi tới. Ủa mày cái chỗ nào tôi quên rồi ta? Tôi nhớ nè, bữa mấy bà thiệt tình không có nhớ gì hết trơn á. Lo không chịu nói để đứng đằng cái cao đó hoài. Chứ bây giờ nam nữ thọ thọ bất thân chứ. Tôi ngồi gần cái bà nói tôi dê bà làm sao? Tôi già có giá trị của già chứ. Tôi dán màn nói chuyện coi. Già mà đầu búp bê thấy gốm. Tôi đang ngồi đen đó. Con mặt thấy gốm không? Thôi nhớ nói đi. Tôi nhớ chi tiết hết trơn á. Hôm bữa cậu nói là để coi đi hướng đông gặp con sông. Đúng. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đúng. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đúng. Đào hai tắc nhìn xuống đất thấy xác con chị chết. Trời ơi, 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 ơi. Rồi cho con tôi thứ hai tấn đất lần trời. Thì đó. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông anh nha, bữa đó nha, vừa thấy xác của con Phụng một cái trời ơi, tay chân tôi nó bủng rủng hết trơn luôn. Trời ơi bà Dung, sao bà giống tôi y chang vậy? Dạ. Tôi với bà như thần giao cách cảm hay sao? Lúc nào cũng có những tâm lý giống hệt nhau vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, khi mà đào xác cái con mèo đó, con ở đâu con Phụng, con của chị đó. Trời ơi, ốc ác tôi nổi hết trơn hết trời nha. Tôi rung bần bật vậy đó. Nhưng mà ông Dũng bình chân như vậy, mặt tỉnh bơ à. Trong cái ổng là ai? Ổng là thầy phong thủy ha. Vậy mà không tìm được xác con chị, mà trong cái đó một bà dế trai tầm thường còn con thôi, vậy mà tìm ra xác chết của con Phụng con chị. Ác lắm. Cái thằng cha già mốm đó. Chị bên nói chung là chị phải có trước có sau đó chị. Ta nói là vuốt mặt nể mũi, còn chị vuốt mặt dục mũi em bỏ luôn vậy chị. Tôi xin lỗi. Em cũng móm giống chả nè chị. Tôi xin lỗi. Đồ tứ thằng trai dài gì. Hỏi. Trai giỏi, trai ác ghê lắm. Thôi bây giờ đừng. Tôi nói cho Dung nghe. Con của tôi qua thì chả có những cái cây đẹp. Những cái cây mà cái mùi vị mà cô Phụng nó thích. Nó thích nó vô nó ị trong đó. Thầy, chả đập cái camera. Chả vừa thấy. Chả đập con tôi chả vùi sâu với hai tấc đất. Mà cũng tại con chị, phải chi con chị là con nó háo sắc đi không nói, đằng này nó háo cây, phải mê mèo đực đẹp đi không nói, đằng này nó mê cây đẹp, chết là đúng rồi. Em xin lỗi, em có lỗi chị. Đồ thứ cha già mắc dịch. Mắc dịch dễ sợ. Nè, nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị phải mua đồ chị tạ lễ cậu Cẩn đi. Cậu Cẩn linh hiển dễ sợ luôn. Bữa cha già đó, cha đầu hói đó, chả cũng mất cái con cá đục. Chả cũng nhờ cậu Cẩn chỉ một cái cho đi tới nơi cho gặp liền đó. Tôi không tin cũng phải tin đó. Phải tin cậu Cẩn thôi. Còn chỉ có ông nội mà đầu hói là người không có đạo đức. Tôi nói là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Mà ông không hề có đạo đức. Bây giờ đó mình phải quánh trẻ cho trẻ chưa. Thôi đừng có quánh người ta hở vào cái đồ quánh hoài à. Tôi nói vậy thôi chứ dạo mà quánh tôi đi. Cậu Cẩn. Cậu Cẩn đẹp quá, bữa nay cậu Cẩn đẹp quá. Cậu Cẩn hút thuốc. Hút thuốc? Trời ơi, cậu Cẩn hút thuốc kìa. Cậu Cẩn ơi. Cậu Cẩn sao đi giống liệt lung quá vậy? Giống bị liệt lung vậy? Bà nhạc. Cậu Cẩn, cậu Cẩn hôm nay hút thuốc đẹp quá.
ngồi đây cậu cần. Nè, của chuyện của chị thì chị vô đi, đứng gần cậu đi. Cậu về đi. Đó. Dạ, cầm những thuốc cho cậu. Dạ. Đừng có hút nha. Không, không đâu. Thôi, gác lên cho cao, cho chai cho cao. Ôi, không được. Dạ, vô xuống đất kia, dạ, trong cái chậu đó đó. Dạ, thưa cậu cần. Dạ. Biết rồi. Từ từ. Dạ. Cái nghiệp cái số nó còn. Dạ, số còn. Cho nên bây giờ là không có đi bán về chai luôn. Ủa? Đi giúp người. Sáng sớm là đã đi giúp người, cái nghiệp cái căn nó lớn quá. Trời ơi. Nó phúc lên mây luôn vậy, từ chế chai thành bà tiên luôn vậy trời. Nhà có rượu không? Dạ rượu, có rượu không anh? Rượu hả? Không, có cây cổ thụ kia kìa, không có rượu, có cây cổ thụ kia được không? Có rượu anh đừng vô duyên quá. Không cẩn giận anh bây giờ. Lại cậu, lại cậu. Chết đâu mà lại. Quên. Là câu khó quá. Nữ, cái giờ chết của Mẹo Phụng mới chỉ là sự khởi đầu trong căn nhà của cô thôi. Chứ còn gì nữa vậy? Còn cậu... rất nhiều. Chung quanh nhà này ám khí rất nặng. Sao chị đâu vậy? Ai biểu đứng hướng đó. Chết cha, ám khí hả cậu? Đúng rồi. Bây giờ hỏi, nữ còn nguyên hết đúng không? Dạ còn nguyên nghĩa là sao à? Cái ý bà hỏi là bà còn trinh không? À, đúng rồi đó. Ý là hỏi là chị là hàng tồn kho phải không? À, giống như là trinh nữ mà ở trong lâu đài vậy đó. Cái lâu đài này ám khí rất là nặng. Ám khí là sao à? Nó rất là nặng. Nó bắt đầu ám vô tới nữ. Nữ sẽ bị nó ám. Ế chảy dài, ế sệ, ế đến lúc không còn ế nữa. Đúng rồi. Vì ám khí cho tới giờ bà vẫn ế đó, thấy chưa? Anh vô duyên quá. Lại cậu, làm sao cậu cho tôi có một người đàn ông đi. Yên tâm, từ từ. Tôi thích lắm à. Biết, nhìn mặt bà là biết thích rồi. Nó lộ cho nó đâu có kính vô trong miếng nào. Chị đó, chị đó. Để cậu cẩn coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Ám khí gì vậy? Ám khí gì? Ám khí gì vậy? Ta chưa thấy nhưng ta la cho có không khí thôi. Hả? Trời ơi! Trời ơi, vô duyên thấy gớm là tự nhiên động với cái người ta. Gì nữa vậy? Cái gì vậy? Cậu! Ta la coi cái giọng ta còn la được nữa hay không thôi. Trời ơi! Cậu đang rảnh quá, Rồi! Trời ơi! Căn nhà này nó đã bị ám hết toàn bộ rồi. Trời. Nó đã ám từng người. Không ai trong con người chúng ta còn là người nữa. Đây là con quỷ già. Trời ơi. Con quỷ vừa. Đừng có tôi là con quỷ cái nữa nha. Con quỷ lai căn. Hả? Con quỷ lai căn là sao? Chưa xác định được giới tính. Bực ghê vậy đó. Để tóc con bê ai có hiểu lầm hết trơn. Bực mình quá nha. Dân. Dành màn lên coi. Quan trọng trong căn nhà này là có một vật rất nặng. Trời ơi. Màu vàng. Nhưng cái đó là cái âm khí rất là nặng. Nó phóng ra rất nhiều khí độc. Mà cỡ như các người thì không chịu đựng được đâu. Chỉ có ta mới hóa giải được thôi. Có gì không? Không có gì hết. Trời ơi bà Phi ơi, có thì nói đại đi. Trời ơi cái âm khí gì vậy? Bây giờ bà phải nói để cứu lấy bà đó. Một là nói ra, hai là tra tấn giả mang đi. Trời ơi. Bà muốn sao? Ai tra tấn tôi? Muốn ế chồng hay muốn có chồng hay muốn bị ám khí? Bà nói ra. Nói bà đi. Có đúng không? Dạ muốn chồng. Muốn chồng thì nói đi. Trời ơi. Muốn ôm chồng. Ừ. Muốn ôm đàn ông thì có. Có hả? Vậy thì bà giao cái đó ra đi. Nói ra, đừng để trong lòng làm cái gì. Thôi ta về, ta không có thời gian nữa rồi. Ta không có thời gian, ta phải đi giúp người khác thôi. Đừng kéo ta, đừng tuột quần. Canh tuột quần nữa hả? Dạ không. Bây giờ cậu phải ở đây, cậu đứng cho người ta nói chứ. Đó. Đi vô lấy cho tôi. Nặng lắm. Ráng lấy cho tôi. Lấy chị. Chính vì nặng cho nên khí nó mới nặng. Ám khí nó nặng lắm. Mấy chục đi luôn. Anh vô anh khiêng phụ với tôi anh. Dạ đi có bà, nó đại gì đâu nhưng mà giấu làm cái gì không biết nữa. Dạ thưa cậu. Dạ sẵn đây cậu cũng coi giùm em luôn đi. Cho tới từng tuổi này mà không có thằng ca nào dòm ngó em hết à. Bà mà
Không có được đâu. Dạ sao vậy cậu? Bị lớn tuổi rồi, nó hút rồi. Mà thêm cái tội nghèo hơn bà kia nữa cho nên khó lắm. Dạ đây. Chịu cảnh ế đi ha. Vàng đây. Dạ. Đó. Đó. Ta nói cái này vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Vàng ra đừng đụng vào tao. Vàng ra. 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 Trời ơi. Cậu. 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 Cậu ơi, cậu ơi, tỉnh dậy đi cậu. Cậu làm giống như là thần nữ dân ngủ linh kỳ vậy trời. Hầu hiệp cô quá cáo. Không phải, bởi vì chính cái này nó nặng nề quá. Nó làm cho ta, ta phải chiến đấu với nó. Cho nên, ta phải tốn rất nhiều công sức. Cho nên các ngươi đừng có ở gần nó. Đừng có để, mà hãy nghe thầy. Trời đất ơi, trùm đi trùm đại vậy rồi đi. Muốn hồi mới trùm không mệt hết trời. Không được, bị gì ám khí nó nặng ghê lắm. Cái này nó ghê gớm, không phải muốn trùm là trùm đâu. Tai thường không thể trùm được đâu. Đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó. Nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ còn gì nữa thì sẽ thương cậu. Thôi được rồi. Bà có tiền không? Chỉ cần cúng một cái biệt thự. Trời đất ơi, cái chiếc xe Lamborghini. Trời đất ơi, làm gì tôi có Lamborghini gì? Trời ơi, mệt quá, đi giấy tiền vàng mã thôi. Bằng giấy thôi, dạ được. Cái đó bằng hình thức thôi, giấy dạ tờ được, thôi. Dạ được. Bao nhiêu tiền cái đó? Mấy bà không biết chỗ mua đâu. Rồi gặp hàng dởm nữa là đốt, người ta không có nhận. À, đốt con trái. Tôi ưa mua giùm người ta lắm. Tốt quá. Ôm cái này đi nặng quá, làm sao đi mua. Tôi chỉ có mua cái đó với giá 20 triệu thôi. Trời đất ơi, giấy mà cậu. Trời ơi, cái xe ở ngoài mà xe thiệt là 4 tỷ. Cái căn hộ không 16 tỷ, 20 tỷ. Mua giùm hai thứ đó cho bà có 20 triệu mà mắc là vậy. Thôi đi. Trời ơi, nếu cái quần bà bả lại. Được mà bà ơi, bà phi có 20 triệu mà nhầm nhò gì bà mắc cười quá. Bây giờ một là ế, hai là 20 triệu. Dạ lấy 20 triệu. Cậu bình tĩnh, cậu đừng có giận. Đừng giận nha cậu. Tôi xúc phạm quá mà. Tôi giúp người mà tôi bỏ hết. Nghề nghiệp của tôi có làm quá. Dạ đây, 20 triệu. Tiền này tôi chỉ giúp người thôi, chứ không phải tôi xài. Dạ biết. Đếm tôi... chưa? Dạ đếm rồi. Bà đếm rồi mà tôi chưa đếm. Thôi đừng đếm nữa. Phải đếm cho để mít lòng tiền bạc giúp đỡ mà tự nhiên là tôi mít lòng vụ tiền bạc. Không phải cái tiền này. Được không? Dạ được. Đủ phải không? Dạ đủ. Tôi tin bà đó nha. Tin mà trời ơi. Chỉ có bà không tin tôi thôi chứ tôi rất tin bà đó nha. Không tin cậu. Ai không? Ai không tin tôi không? Dạ tin. Tin lắm. Ám khí nặng lắm á. Phải có tôi âm khí mới nhẹ. Để nhét đàng hoàng vô cái được. Có chừng tuột xuống không? Sao tuột được, nhiều chuyện quá. Ta nhét đâu, ta nhét kệ, ta tuột cái không chuyện của người ta. Rồi. Ôm cái này không có nổi. Kệ người ta, cái đồ nào ta ôm được không được, kệ người ta. Cậu ơi, cảm ơn cậu quá trời quá rồi. Tôi tìm ra được con cá rồi nè. Hay chưa? Hay không? Hay quá, hay mà. Vậy chính xác quá mà. Quá chính đi xác. Đi hướng Tây gặp cây cây, đi hướng Nam gặp cây am, đi hướng Đông gặp con sông, đi hướng Bắc gặp cây tắc, đi đào xuống hai tấc mà là trong đèn mù người ta kéo về bằng theo sườn cà. Hay quá cậu. Cảm ơn cậu quá trời quá đất à. Dạ thôi được rồi, tôi đi nghe, tôi khoan, làm. Khoan cậu à, mà cậu biết con cá này con cá gì không? Quên, bị giúp lo giúp người quên cá gì à? Cá đục. Cá đục. Là cá lạ mà tôi cũng bắt về được. Đúng mà rồi. Thôi tôi chỉ khoan, giúp. Mà biết tại sao nó tên cá đục không? Không. Ủa, tại sao tên cá đục vậy? Chắc ba nó tên đẻo, nó tên đục. Không phải, cá đục là con cá không bao giờ có trên đời này. Cá đục là cục đá đó. Hả? Cục đá là cá đục, trời ơi. Làm sao không hiểu vậy? Là cục đá nó đập cá thành cá đục. Thôi đi bà, từ đưa tôi giải thích cho mấy bà nghe nha. Sao? Đây nè, đây. Đây. À, tôi nói đi tìm con cá giùm tôi. Đúng bà rồi. Hay lắm, cậu hay, thiệt là hay. Trời ơi. Cậu là số 1. Đó, cậu chạy ra quán cơm. Cậu xin con cá để lấy cái này chôn dưới đất sẵn cho tôi. Lấy xương,
đó, tôi chỉ chỗ tôi chạy rồi tôi đào y lấy nguyên cái bộ xương lên đó. Được, hay không? Rồi từ từ bộ xương mới chôn bốn góc giường rồi mới bắt đầu tôi biến hóa nên mới có bộ đồ con ngựa đồ đẹp. Đó. 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 Có kỳ vậy? Lộn. Vậy cậu làm hết trơn vậy? Đây cậu làm hết trơn, trời ơi tôi biết mánh cậu, bởi vì tôi sợ mấy người không có tin tôi, à, tôi phải làm. Tôi phải dụ cậu, đây hình ảnh con, đừng dòm, đừng dòm. Đây, coi kỹ nha, thấy không? Ai bắt cô Phụng của bà? Rồi, coi đi, tôi đi rồi. Giữ lại, giữ lại. Thấy chưa? Đó, thả này. Bắt con Phụng của tôi. Đó, rồi mới làm ra những cái trò này. Đó, mới gạt mấy bà lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy vòng, hiểu không? Trời đất ơi, tôi chết rồi. Còn cô Phụng bà không có chết. Cô Phụng bà còn nguyên. Nó qua nhà anh. Dễ gì bắt được nó chạy một lát hả? Bà nó sổng ra, nó leo trên cái cây nhà tôi đó. Bà biết rồi, con Phụng bà khoái ị vô cái cây nhà đúng tôi. Đúng rồi. Đó, bây giờ nó leo trên đó. Vì cái con người này làm nó sợ quá, nhờ nó leo trên cây tôi nó ở luôn. Trời. Chúc mừng chị, nhà đang ra hết bối rối rồi. Trời, con Phụng sống được rồi ha. Con Phụng sống rồi. Sống, mà sống mừng quá. Cái này gì đây? Đó, thì bây giờ bu ra. Giết Phụng đoạt Long nè. Trời ơi, sống Phụng rồi ha. Trời ơi, tôi có lấy đâu mà tôi đoạt nó, để đó tôi nguyên, tôi có lấy gì đâu. Trời ơi, buông ra đi, có gì tôi có lừa gạt, có gì đâu. Có Phụng rồi. Tôi buông ra đi. Có Lâm, có Phụng rồi, ha, được rồi, cho bà đi đi. Ừ, có cái gì tôi có làm gì đâu, có lấy ra cái giống gì đâu. Ai lấy gì đâu. Đứng lại. Tiền bạc đâu. Tiền đâu. Thế nặng phải có tiền chứ. Qua đây tôi dí nữa nè. Đây nè, tiền đây nè, làm gì dữ vậy? Nè, trả nè, có gì? Trời ơi, có gì đâu hả? Tiền coi chứ gì, có mấy chục triệu làm gì dữ rồi nè. Tiền coi nè, nè, đây nè, tiền đúng không? Đây nè, tiền nè của bà này kìa. Ông lấy làm chi? Hả? Thần thánh gì mà chợ búa như vậy trời? Chợ búa gì? Hả? Chứ gặp nguyên cái đám gì không xàm chợ búa sao được? Làm mình cực khổ quá mà. Thì giúp đỡ con nhiêu thôi, có 20 triệu thôi mà làm gì chuyện giờ lăn gần chết luôn à. Thôi dẹp cái vụ án này đi, dẹp cái này đi, kiếm phi vụ khác mắc tiền hơn nhiều. Không có hiểu biết cái gì hết trơn, không biết thần thánh là cái gì hết trơn. Mà 20 triệu quý giá lắm mà. Tôi có xe ngoài đó thì xin lỗi các người và xe Lamborghini chờ tôi ngoài. Không có Lamborghini gì đâu. Có su tè đang chờ bà ngoại á bà. Trời ơi tôi cười, hồi nào gì sushi bo, sushi làm gì có su tè là gì? Xe tù. Xe tù.